giới thiệu bộ thẻ Hi Lady cùng vô số đặc quyền từ MB Mastercard. Oppo Find N3 Flip gặp để tỏa sáng. Quan trọng nhất là cái duyên để chúng mình lại vẫn ở một ngôi nhà chung với nhau cơ. Hai đứa cùng sợ máy lạnh. Ở chương trình Chị Đẹp ấy, thích nhất là lúc mà ở nhà chung mọi người ạ, thì sẽ ở cự ly gần hơn. Làm việc gì thì cũng sẽ làm chung. Và ở chung với nhau thì mọi tật xấu lòi hết cả ra mọi người ạ. Xin mời các chị vào. Nhưng mà chị Linh Ly ơi, chị lùi xuống một tí nhé, nhóm trưởng ta phải đi trước chứ. Kỳ này nhà của mình nhà mới Ngọc ơi. Nhà này xịn hơn. Lần này thì lập team mới cho nên là mình lại được ở một nhà chung mới. Và mình cũng sẽ phải làm quen với tất cả các chị đẹp trong nhóm mới. Wow. Trời ơi, nhà mới nha. Vừa mới bước vào thì thấy ban tổ chức có sắp xếp bức hình hồi nhỏ của các chị đẹp và gia đình các chị đẹp nữa. Trời ơi, đây là mẹ Ngọc hả? Dạ, mẹ em đó. Giống mẹ thế nhở, giống y chang xì đúc luôn ý. Nhấn này là biết ai luôn rồi đó. Đâu, cho chị xem nào. Đây. Trời ơi, cái này dễ nhìn quá. Thấy một loạt những cái hình ảnh đó, Vi thấy dễ thương vô cùng. Đây là lần đầu Vi thấy các chị em của Vi trong cái hình hài đó. Và Vi chợt nhận ra một điều là à, thì ra ai cũng đã từng là một đứa trẻ, ai cũng đã từng nhìn ngây ngô, nhìn dễ thương như vậy. Cho nên tự nhiên cái ngay cái khoảnh khắc đó đó, mình lại thấy quen thuộc. Giống như là mình đang có một cái căn nhà mới, một gia đình mới vậy. Không ai nhìn ra được em đâu. Đây đúng không? Nó đó chị. Trời ơi, y như một thằng con trai. Mà bây giờ bà lữ tính quá trời. Huyền á. Huyền, chị Huyền nè. Huyền đây á. Ui. Còn đây là? Đây là bà nội, còn đây là em của bà. À, hai bà luôn. Đúng như là cái tên của công diễn lần này là Thủy Triều mọi người ạ. Khi mà nhìn thấy bức hình đó, tự dưng trong lòng của mình ấy, nó dâng lên một cái cảm xúc thật là khó tả và một chút gì đó nghẹn ngào. Cái điều này thì nó cũng rất là ý nghĩa. Vào nhà chung, ở trong nhà chung mà vẫn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh về gia đình của mình. Ê, nhìn giống một gia đình chưa? Năm chị em chưa? Ông này nhà này, sớm quá trời. Nhìn sơ sơ thì ngày bé em lại là đang điệu nhất đấy nhá. Đúng rồi. Thế điệu thế nào? Bé sinh mà lớn sinh thế. Mà em thắc mắc là chứ chị này không bao giờ có cái chuyện là ngẫu ấy. Gọi là kiểu tuổi thơ của mình, ký ức của mình, thậm chí mình không nhận ra mình đây này. Đấy thì em cũng thế, nói chung là chắc là phải có một cái ý tưởng gì nữa. Đằng sau một bài hát thì sẽ là một câu chuyện gì đấy, đúng không? Còn đằng sau những tấm hình của ngày xưa này thì nó chắc chắn là sẽ còn rất là ý nghĩa này. Hoặc là sẽ còn những điều gì tuyệt vời đang chờ đợi phía trước mà chúng ta chưa biết. Em cũng nghĩ vậy đấy. Chắc là liên quan đến chủ đề. Hãy chờ đón xem nhé. Bên chương trình sẽ gửi cho các chị một cái mật thư và xin mời các chị nhận và hãy đọc lớn. Mời các chị đẹp tham gia thử thách hóa trang thành người gần gũi và gắn bó với các chị. Mở ngoặc, ngoại hình, trang phục, cử chỉ, điệu bộ, cách nói chuyện. Ba dấu ba chấm này thì Linh nghĩ là gì? Ba chấm là vân vân đấy em. Em về tự hiểu mà xem cứ hỏi Linh làm gì nhỉ? Các chị hãy sử dụng chiếc thẻ Hi Lady của MB Mastercard mà chương trình đã tặng để vượt qua thử thách này. Dạ đây, chiếc thẻ của mình đây. Em cũng có, đang để trong túi rồi. Từng xíu một luôn. Hãy sử dụng chiếc thẻ Hi Lady của MB Mastercard mà chương trình đã tặng để thực hiện thử thách này. Thẻ này đi mua đồ để mình hóa trang thành cái người mà mình muốn. Để mua đồ. The millionaire in the making. Là bây giờ mình được sử dụng rồi đó. Còn cái này mình mới mua đồ rồi chị ạ. Đúng rồi. Không có là không mua được đâu. Hay là nguyên team mình hóa trang thành mẹ hết đi. Hồi trước có một chương trình em đã hóa trang thành mẹ em rồi. Em thấy chị hai em với cái mái tóc cũng rất là ok. Cái mái mà lởm chởm, ai mà cắt lởm chởm được như thế này.
Mọi người nhớ là ngoại hình nè, quần áo nè, cả cái điệu bộ, óc nói chuyện. Thôi mình lo lắng quá nhiều để suy nghĩ. Tại vì thật sự lần đầu tiên em trải nghiệm cái gọi là cái gì, cái đẳng cấp nhóm trưởng ấy. Thì em cảm thấy nó có khá nhiều áp lực. Nhưng mà không sao đâu. Em gánh vác được. Em không cần hỗ trợ. Ở kia. Thảo nào từ nãy giờ chị thấy em cứ liếc sang bên đó. Em tưởng chị bị lèo. Thì ra là chị có ý đồ ấy. Hôm qua này nặng nha mọi người nha. Em nghĩ là... Đây rồi. Wow. Trời ơi, quá trời luôn này. Nhiều lắm mọi người ơi. Treatment là cái gì ta? Đối xử. Đặc chị ơi, có tiếng Việt kìa. Chị đọc tiếng Việt kìa. Tối nay lại dùng luôn không? Tối nay chúng ta rủ nhau đắp mặt nạ chị ơi. Ok rồi, vậy thôi dọn dẹp nè. À khoan mọi lên. Người. Cái lọ này mọi người nhớ không? Bây giờ là lên bôi cái lọ này thế xong rồi mình đắp mặt này đồ dưỡng da xong rồi tối hóa trang thành mẹ thành gì đấy cho nó xinh. Ủa sao chị có mà em không có vậy? Thôi. Bà này bà muốn xin thêm. Cái này bôi nó mềm nó mướt đi. Người ta quá chị nhỉ? Mướt quá. Mướt quá chị ơi. Ngọc ơi Ngọc em đừng quên lo hộ cha. Để chuẩn bị cho đêm hóa trang, chị đẹp đoan trang đã tranh thủ đến phòng trẻ hóa để chăm sóc cho làn da. Bác sĩ sẽ tư vấn cho chị một cái công nghệ khá là mới ở Việt Nam. Thì công nghệ này sẽ can thiệp trực tiếp vào lớp sâu ở trong da, giảm tốc độ lão hóa làn da. Chị thử trải nghiệm và đánh giá kết quả. Mời chị Trang sẽ xem kết quả sau khi mà mình thực hiện liệu trình xem như thế nào ha. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Thẩm mỹ viện Seoul Center, nhà tài trợ vàng chương trình Chị đẹp đạp gió rẻ sóng 2023. Oh la la, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Mỗi lần mà đến thử thách tập luyện thì cũng rất là lo, không biết là mọi người sẽ tập như thế nào. Sau khi kết thúc vòng công diễn thứ nhất thì chúng ta sẽ đã phải tạm nói lời chia tay với một số chị đẹp. Và thay vào đó thì bây giờ chúng ta đã có đội hình mới với những bài hát chủ đề mới. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một chương khác, sẽ là những cái điều rất là thú vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thi thử thách tập luyện của chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Lại là một cái cơn sóng của chương trình. Ở trong mỗi một nhóm, chúng ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên ra hai thành viên và hoán đổi vị trí biểu diễn. Em đi rụng tim, đội 3 có nghĩa là đội vocal ạ. Và hai chị của mình là vocalist. Trời ơi, mà mình đổi với chị nào thì mình cũng... Và sự lựa chọn ngẫu nhiên này sẽ được thông qua hình thức bốc thăm. Và các chị đẹp của chúng ta sẽ có 60 phút để tập luyện cho phần thi thử thách này. Khi mà chúng tôi tập để làm cái phần của mình ấy, cái vị trí của mình thôi là chúng tôi đã đờ ra rồi. Về nhà nằm trên giường mà còn tập cái tiết mục của mình. Để nhớ thì đến nơi ôi rồi ban tổ chức lại hoán vị. Và đội có xếp hạng cao nhất sẽ có một đặc cách là chọn lựa vị trí biểu diễn cho đội của mình cũng như vị trí biểu diễn cho tất cả các đội còn lại. Wow. Cái đoạn này mới là quá gây thù chuốc oán nghe chưa? Quá quyền lực. Nói trước. Đừng gây thù chuốc oán đấy nhá. Đợi bàn thêm. Hồi nãy là sao cũng được, giờ là bàn thắng. Cái đó nó cũng tốt chứ đúng không ạ? Phương lý là ví dụ như là mình được lựa chọn mình hát vị trí nào thì mình cảm thấy là nó phù hợp với cái bài hát của mình, cảm xúc như thế rồi mình có thêm được cái là cái tổng thể của tất cả các tiết mục.
có sự sắp xếp về cảm xúc hoặc là cao trào. Nói chung là Phương rất là thích khi mà tập luyện và thử thách. Và sẽ có một điều thú vị tiếp theo nữa, đó chính là hai đội với xếp hạng thấp nhất sẽ gặp phải một bất lợi. Cái gì? Nhưng cái việc mình sắp xếp là chưa đủ bất lợi. Và bất lợi đấy chưa thể tiết lộ bây giờ. Và bây giờ thì các chị đẹp của chúng ta sẽ di chuyển sang phòng bốc thăm để biết được xem hai thành viên sẽ phải hoán đổi vị trí biểu diễn. Ok. Đó. Yeah. Và chuẩn bị cho phần thi tập luyện của mình. Chị em cầu nguyện đi là vừa. Ôi giời ơi, không biết là liệu mình có bị không. Nếu như là mình thì mình cũng hơi lo lắng. Cố lên Nhi ơi, đừng đổi linh là được. Mọi người đều tông giống nhau mà. Gấu panda. Là ai vậy? Ai? Con hổ. Có ai tuổi dần không? Không. Con thỏ. Có ai kiểu tính tình nhát như con thỏ không? Trời ơi, tôi nhát như thỏ đâu trời. Huyền đang chưa hòa tan thôi mọi người ạ. Bây giờ em bốc đại nhá. Mọi người ơi, có gì đừng trách mình nhá. Ơ, cái gì đấy? Không phải Linh. Kết quả đó chính là Thái Trinh và chị Huyền Baby. Oh. Yêu kìa. Cố lên chị yêu. Ban tổ chức chúng tôi đã nhìn thấy chị đẹp dịu dí giác lẫn. Cái gì chứ, mình có làm gì đâu. Đây ạ. Tôi không tin. Rồi. Đây ạ. Mọi người ơi, đây là Diệu Nhi nha mọi người. Với năng lực người đội trưởng như chị, em chắc chắn chị làm được. Đúng rồi, chị là đội trưởng. Thấy chưa? Đó, nhìn cái ảnh đẹp quá. Đẹp quá hả chị? Ừ. Ôi, ảnh của tôi đâu nhỉ? Nào em xem với. Đây, đây. Mọi người có đang thực sự lo lắng cho cái tiết mục của mình thử thách tập luyện không? Chị lo mà em đúng rồi, chúng ta tập trung nè mọi người ơi. Chị Nguyên à, chị bị đổi với em mà okay. Chị không lo lắng gì á. Chị có lo không? Chị hơi lo. Cả Diệu Nhi và cả Huyền ai cũng đều lúng túng hết. Tại vì để mà biến hóa thành một cái người kia rất là khó. Ôi chết rồi chị ơi, điều em lo sợ đã đến rồi. Chị bóng mà. Trời ơi, là em với chị Ngọc đổi với nhau thôi. Trời ơi, đổi với ai? Đừng là Hà nha mọi người ơi, đừng là Kilo nha mọi người. Hay quá chị ơi, cái này là phương án đơn nhất có thể rồi chị ạ. Phương án đơn nhất có thể là team mình. Hai chị đổi nhau. Sau khi mình nhận xong em mới chợt nhận ra một điều ấy là cái điện thoại nào cá tính của người đấy ấy chị. Thế nên mình mà nghĩ trước thì mình cũng đã đỡ. Tôi hơi bị thích con này. Đấy, xinh quá. Của em còn bất ngờ hơn là chị. Cùng với tông màu em đã mặc đồ rồi luôn. Hai cái lông mày hơi bị được. Đây cún, đây mới cún nè. Vậy thì em sẽ chọn chị cún. Mọi người ơi, bởi vì ở trên này nha. Bởi vì ở trên này đó là có một chú cún con. Không chọn này nữa đã. Chọn thỏ hả? Trời ơi, đừng có đổ lên vô cái chỗ của Diệp Lâm Anh là phải lip. Về dancing là phải lên đứng đằng trước nhảy thì nó sẽ rất là mắc cười. Trời ơi, đúng là con muốn là ra gì cũng. Tại vì á, hồi nãy chị cuốn hát luôn cho câu chị nghe đó. Quá đơn giản. Quá đơn giản. Rồi. Thì hai câu hát của Nga với Diệp
nó cũng là hai cái câu verse giống như nhau, nó chỉ khác lời thôi. Cho nên là cái việc mà hai bạn đổi với nhau nó cũng dễ. Và hai bạn thì bắt vũ đạo quá là nhanh rồi, cho nên là chương trình ơi, thử thách này không làm khó được tụi em đâu. Quất lên. Ôi trời, Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Là em nó sao? Là em nó sao? So với ba đoan trang. Chị chúc mừng hai em tí nữa đại diện cho đội mình đi ra chiến đấu. Thì ví dụ như em đang bè thấp thì cho em lên bè cao. Còn chị bè cao thì chị xuống bè thấp. Xong. Tụi mình rất là lo. Bởi vì lúc đó là cũng chưa thuộc lời hết đâu. Thành ra là chị nào thuộc lời phần của chị ý thôi. Bây giờ lại bắt đổi đi thì có nghĩa là chị này phải hát phần của chị kia. Thì căng nhất là cái phần đấy. Phương vị cố lên. Lên nào. Ok, để chọn hai đứa thuộc bài nhất thì may ra. Hai cái màu hồng nha quý vị. Dạ. Hồi hồn quá. Hai cái màu hồng. Chị Tử chọn mà chị Tử sợ. Em xin lỗi chị Giang. No. Em xin lỗi chị. Để em khui nó cái này nha. Em tò mò quá. Thật ra không hiểu sao ấy mà đi đâu ra cái bị dính trùng với cái Vi. Làm gì cũng bị dính cùng với nó đấy, thử thách là cũng bị dính cùng. Chị Giang, chính chị Giang đã bắt chị bốc thăm. Come on. Một ba. Ôi trời, chết rồi xong. Miss Thị Thu Phương. Người ta thì cũng trời, làm ơn giúp qua lần này thôi. Qua lần này thôi cho hai chị Can Thi đi cho nó trọn vẹn chứ Can Thi là manh mà là không có được. Ôi, nó giỏi quá chị ơi. Số phần quyết định nhá. Bằng chứng chất quà. Ok. Tan. Bây giờ phần hát của chị sẽ đổi chị Nguyên. Em mình đổi hát với nhau. Và chỗ nhảy cũng vậy. Chị bá thấp của bá chị khó rồi, bá hát cao của chị là bá nghiến cổ rồi. Oh yeah. Cô làm cho tốt nha. Yeah. Oh, let's go. Yo. Trong nhóm nhạc, việc hoán đổi vị trí cho nhau thì sẽ làm cho người này với cái người bị đổi hiểu được là cái khó khăn khi mà phải đứng ở vị trí của nhau như thế nào. Khó đấy nha. Cho nên là cần phải thời gian tập luyện rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ có một cái phần mà thi thử thách tập luyện. Thì bây giờ phải hoán đổi các thành viên ở trong team của mình. Thì hai chị này sẽ phải hoán đổi cho nhau vừa vị trí nhảy vừa hát luôn. Không hoang mang nè. Có gì đâu. Em còn chưa tập nữa. Vòng công diễn 2 với bài Chị Ngã Em Nâng là vòng công diễn đầu tiên mà Linh thật sự nếm mùi nhảy là gì? Năm. Nghe hơi vân mẫu cách đây 10 năm. Tằng tằng nhưng mà em đang thật lòng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, mũi tên 5, Ngọc ơi, 7, 8, 9, 10. Rồi lại nào cả nhà ơi. 2, 3, chị em tới như tay vai chân chị ngả em nâng. Chị em tới như tay vai chân chị ngả em nâng. Chị em tới như tay vai chân chị em. Hai ta dắt tay nhau. Sao mà hôm nay buồn? Nói với em. Không nghe chậm. Dạ. Em ở đây bên cạnh chị. Không mà xinh. Đây. Chúng ta xưa nay vẫn luôn. Đừng có khi có cần. Nghe hơi vân mẫu cách đây 10 năm. Nhưng mà em đang thật lòng. Đây biết không. Thì giờ mình nghĩ là cái phần vũ đạo thì mình không phải lo gì hết, không lo một tí nào luôn ấy. Đấy, mọi người đều có cái năng lực của mình, một cái màu sắc riêng. Nhịp màu, nếu mà tình giấc mơ thật bé vươn lên đến là bà mẹ tôi sẽ được gỡ khắp năm châu. Và tôi ước mơ được như khi hành giấc mơ nhỏ bé đặt trên em, nhưng vì sao có lần nữa một mình cô đơn giữa trời cao. Trên chính con tàu vũ trụ mà tôi luôn ước ao. Ok, tại sao?
Tiếp luôn à? Okay. À, những cái drop để múa đương đại ấy, thì nó rất là nặng đối với Phương và cả Lê Quyên luôn. Cho nên đến giờ này mình nghĩ là chắc là mới con độ 30% là mình vừa mới nắm được. Và tôi cũng đã dài cánh bay thật xa. Đúng rồi. Đặt chân đến những khung trời mới lớn bao la. Các bác cố lên, ok đâu vào đó, bác cứ đừng lo. Lên nào, cố lên nào. 1, 2, 3. Yeah. Giờ bé có cành đồng chiếu nắng bên bờ sông. Thời tôi mới biết vâng, chưa biết vâng lời. Chỉ biết chơi vào cửa bà bị kéo lên. Không chị chắc là chị tập lại cho chị Huyền cái chỗ mà bị kéo đi ấy. Chị kéo như thế này nhá. Đúng rồi. Nâng cái tay lên trước, Ê, bà Tưởng trầm tính. Bà ấy nhớ cầm mic nhá. Rồi. Đúng rồi. Chị mắc ói hả chị Huyền? Chị đang say xe, chị đang mắc ói. Làm lại đi xin nào. Này. Là đi ra luôn nhá. Chứ đừng có mà kiểu Lời quá. Xong mày diễn này thôi đúng không? Lời mẹ nói không thì hát luôn đi cho nhớ lời. Mẹ nói con trai đừng khóc nhẹ. Ngu ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Quéo chị, quéo văn nghệ nhất nhà. Bạn bè có bao che câu nào cũng dễ nghe. Đâm đắm thay hình lời của mẹ. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn. Da 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 da. Thôi được rồi, Linh biết là như thế rồi nhưng mà mọi người sẽ cố gắng tập đi. Đây là một cái thử thách của chúng mình. Vâng. Nên là mình phải làm được. Vâng, có. Bây giờ chị nhớ chị là em, còn em là chị. Chắc là bây giờ mình phải là Nhi. Mình phải là Nhi trong đầu cứ lẩm nhẩm thế. Biến thành Diệu Nhi thì thực sự đó là một cái điều rất là khó khăn. Cứ phiên bản chị lo. Bà đừng lo Huyền nhá, bà sẽ làm được. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ cùng nhau nói là nhóm những đứa trẻ chưa lớn. Quyết tâm nhá. Ba lần quyết tâm. Nhóm những đứa trẻ chưa lớn. Quyết tâm. Yeah. Richie hân hạnh đồng hành cùng chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Và bây giờ thì trước khi chúng ta bước vào phần thi thử thách tập luyện thì tôi xin được phép mời ban cố vấn của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta tại phần thi này. Đã, xin mời ban cố vấn. Anh ơi, nhóm em. Anh Trung ơi, nhóm em. Chị ơi, nhóm em. Vai trò của ban cố vấn ngồi đây á là để tìm ra những điểm chưa tốt của mọi người, để góp ý cho mọi người. Nên hy vọng rằng mọi người cứ những cái điểm nào mọi người đang còn thấy lúng túng, những cái chiêu nào mọi người sắp trình diễn trên sân khấu á, thì hãy trình diễn cho chúng tôi xem. Đến với vòng công diễn 2 thì cái áp lực và khó khăn sẽ càng tăng lên, và các chị đẹp sẽ lại phải càng cố gắng nhiều hơn nữa. Ban cố vấn cũng như tất cả các khán giả đang chờ đón sự xuất hiện của 6 nhóm nhạc nữ ở vòng này, và các chị chắc chắn sẽ đem tới cho khán giả nhiều điều bất ngờ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thi thử thách tập luyện của Chị Đẹp Đạp Gió 2023. Với nhóm đầu tiên là nhóm của Hakino. Oh.
hai chị đẹp hoán đổi vị trí cho nhau đó chính là chị đẹp Hồng Nhung và Giang Hồng Ngọc. Cố lên. Bác Nhung cố lên. Giang Hồng Ngọc cố lên. 3, 4. Tháng ngày đi qua sẽ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa người ơi. Về nơi đâu tiếng ngầm vui. Hát là về tất hát lên. Hôm nay tôi ngầm vui. Giang Hồng Ngọc lại còn giỏi hơn Hồng Nhung. Về cái việc mà hoán đổi. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời. Hay là tôi đã về đâu? Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời. Hay là tôi đã về đâu? Là chỗ nào? Bây giờ phải chỉ cho bóng chỗ này này. Trái thì thành phải, phải thì thành trái. Thế là thôi, tôi cùng tay cùng chân. Cùng tay cùng chân. À, bóng ở đây. Dạ. Giữa trời, Ngọc giữa trời. Hay là tôi đã về đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Sau khúc đấy bóng cứ đứng gần chị Ngọc là được. Sau, để sau. Hà Kino là người mà đã phải vỗ vai cả hai chị. Bà là cuộc hai chị cứ yên tâm, hai chị cứ yên tâm, sẽ đâu vào đó, sẽ đâu vào đó. Tập xong rồi mệt là mình ăn một ít kem giải nhiệt đi này. Cái bốt đỏ chị rất là xinh và hợp với à, đúng rồi, đúng rồi. Đỏ. Đúng chính xác thế. Mà tính của bóng với chị là lúc nào cũng phải cùng màu mới chịu. Đó. Thank you em. Buồn vui hôm qua như xé tim tôi. Khi tôi mơ bật làm tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày trôi qua sẽ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa người ơi. Về nơi đâu những mộng mơ. Về nơi đâu nơi tôi niềm vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời. Hay là tôi về nơi đâu, cánh diều kia. Về nơi đâu, hỡi tuổi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời. Hay là tôi đã về đâu? Cố lên các ơi. Nhóm em xong rồi ạ? Xin hát nào. Xong rồi. Cái sự hoán đổi này nó cũng không làm thay đổi quá nhiều cái thử thách đối với các bạn. Tôi thì tôi muốn rằng là nếu như Hà Kino có thể tự tin hơn nữa, bạn có thể chọn được một cái câu solo nào để bạn có thể hát. Để nhóm 3 người sẽ là nhóm vocal. Thì tôi nghe mấy bạn hòa với cả hai giọng ca này thì cũng rất là tuyệt vời. Cho nên là bạn hãy cố gắng lên. Chúng biết là mọi người sẽ giấu bài và còn rất nhiều chiêu trò ở trong cái tiết mục này. Nhưng với cái đoạn biểu diễn vừa rồi á, thì chắc là mọi người phải cố gắng và phải tập luyện nhiều hơn nữa để cho cái năng lượng của ba người phải hòa hợp nhau. Và sau buổi này mọi người sẽ ngồi lại với nhau và đưa ra một cái hướng nào đó để mà nó mood hơn và nó cảm xúc hơn với tiết mục này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm tiếp theo của nhóm chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc. Và hai thành viên hoán đổi vị trí cho nhau là chị Diệp Lâm Anh và chị đẹp Quỳnh Nga. 2, 3. Dù cho là sướng vui hay buồn đau, có em, có chị. Lên ơi, cố lên lên này. Em sẽ cố gắng. Cố lên. Cố lên. Chị em ta như tay với chân, chị ngả em nâng. Chị ta như tay với chân, chị ngả em nâng. Chân lại, chân lại. Em lại. Nhóm lên đây tấu hài à. Đứng trước các chị em mà chưa được tập kỹ thì Ngọc như vậy thôi. Nhưng mà Trang nghĩ rằng là lên sân khấu lớn thì Ngọc sẽ trở về với cái năng lượng chính Ngọc. Thì Ngọc sẽ chắc chắn là sẽ vượt qua cái thử thách đấy. Không em chị, kiểu đây mà là mới cố tình mới trong tiết mục hay dạ, là đúng rồi, làm vui thôi. À là làm vui là mình thôi, cố bây tình giờ em đúng làm à? Thiệt lại. Có cố tình đúng không? Trong tiết mục cho này thoải mái để bớt căng thẳng lại. Dạ rồi, bây giờ rồi đó. Lần đầu tiên em được hát chính đó mọi người nên em cũng hơi run. Chị em ta như tay với chân, chị ngả em nâng. Chị em ta như tay với
chị em ta như tay với chân, chị ngả em nâng. Chị em ta như tay với chân, chị em hai ta dắt tay nhau. Nắm ta dắt tay nhau. Sao mà hôm nay buồn nói với em? Em ở đây bên cạnh chị khóc mưa xinh. Chúng ta giờ này vẫn luôn đùm bọc khi khó khăn, nghe như văn mẫu cách đây 10 năm. Nhưng mà em đang thật lòng đây biết không? Yêu lắm chỉ chưa bắt đầu, yêu lắm chỉ chưa bắt đầu. Chẳng đến đâu, chớ lên em luôn ở đây. Mình cùng tay nắm tay, dù cho là sướng vui hay buồn đau, có em, có chị. Team này là một team mà hội tụ rất nhiều thành viên mạnh, là những cái thành viên ở trong công diễn 1 đạt điểm số cao nhất. Em nghĩ là ngày hôm nay em sẽ xem được những thứ bứt phá hơn. Tuy nhiên hôm nay cái nhóm ở đây lại làm cho em rất là lo. Chị Quỳnh Nga hoán đổi cho chị Diệp Lâm Anh, nhưng mà sự hoang mang xảy ra với cả 3 thành viên còn lại luôn. Nhóm là đúng là nhóm chị ngả em nâng mà em. Nhưng mà ngày hôm nay em thấy chị ngả hơi nhiều, nhưng em chưa thấy ai nâng ai cả. Em mong muốn rằng công 2 em lần này ấy, em phải hét to hơn cả công diễn 1, mà em phải vứt 2-3 cuốn sổ lên em mới đã cơ. Mọi người nha, cố lên. Trung cũng đồng ý kiến với Dennis về cái những cái góp ý đó. Song song đó thì cũng dành lời khen cho Uyên Linh. Linh đã, mà Linh đã vượt qua chính bản thân mình á, thì là training cho Ngọc hát tốt hơn khá nhiều. Trong một thời gian ngắn thì nó chưa có đạt được cái hiệu quả mà đẹp nhất, nhưng mà để sẵn sàng cho một vòng công diễn thì Linh nghĩ là Linh có thể giúp được cho đội của mình một chút xíu. Sự làm việc tập thể của Trang Pháp, của Diệp Lâm Anh, của Quỳnh Nga khá là tốt. Thật sự là chị Trang là cái người hỗ trợ về phần âm nhạc rất là nhiều cho cả team luôn. Rồi chị Uyên Linh là cái người mà bắt đầu là chia lại bè phối như thế nào. Rồi chị Nga với chị Cún là thôi khỏi nói rồi, là người mà lúc nào cũng phải ghìm em, kỳ em để mà có thể tập tốt nhất những cái động tác của mình. Nên thành ra em nói là vai trò là đội trưởng của em chỉ để chọn cái bài này thôi, chứ thật ra là các chị là người mà đang cố gắng để mà giúp đỡ cho em rất là nhiều. Hy vọng rằng cái vai trò đội trưởng em sẽ được phát huy như là cái vòng công diễn 1 á, em tung chiêu bay lên trời. Thì với vai trò là đội trưởng lần này em sẽ có lần này cũng cất danh, đội này sẽ cất danh. Nhưng mà hôm nay đội trưởng cũng đã hát nhiều rồi đấy chứ. Tin đồng điều. Sắp tới thì em sẽ nâng lên, mấy chị nâng em nhiều. Chờ đón chiêu của Ninh Như Lan Ngọc nha. Dạ em cảm ơn mọi người ạ. Chúng ta sẽ đến với nhóm tiếp theo, nhóm chị đẹp Emily với Phi Hành Gia Cô Đơn, và hai thành viên sẽ hoán đổi vị trí cho nhau, đó chính là chị đẹp Lệ Quyên và chị đẹp Thu Phương. Cố lên bé nhá. Mọi người thông cảm là bọn em coi cái giấy lời bài hát này nó như sinh mệnh của đời hai chị em. Bởi vì bọn em đã chia câu rồi, câu bác nào bác đấy tự học. Thế đến giờ phút này nó bị hoán đổi, đến đây mới biết bị hoán đổi. Thôi bây giờ hên xui đi em. Không sao đâu. Bây giờ okay, có như rồi bây giờ có như nào chị hát thế. Rồi bắt đầu. Giờ lại cho em xin nhạc. Thôi bé tôi thường tưởng tượng ra khung cảnh vũ trụ lân bao là, tôi xây con tàu ước mơ để có thể đi đến những vùng trời xa lạ. Khi lớn tôi muốn bà tự hào, tôi muốn tặng mẹ những vì sao, tôi muốn theo đuổi những khát khao bao niềm tin trong tôi đã nung nấu. Tôi phấn đấu, ai nhìn thấu những gì tôi đã vượt qua. Đạp gió tôi đã sống vững bay xa, chẳng ngại khó khăn cho dù có vấp. Tôi buồn đắp, no give up, nhiệt huyết tuổi trẻ chúng ta, để thành công không còn xa cho một lần bạn đến tôi chiến đấu. Đi muôn nơi, gieo bao yêu thương ngập trời, và gieo thêm cho cuộc đời này bao câu ca sẽ mãi được xa tận sâu trong tim ta. Một đứa trẻ không muốn lớn, giữ những tâm tư bồn bề vẫn mang theo dấu yêu khi còn thơ. Hey, yeah, Emily in the house. Hey, one, two. Và tôi ước sẽ được như phi hành gia, được bay đến những vì sao của ngân hà. Chỉ một mình cô đơn giữa trời cao, đến con tàu vũ trụ mà tôi luôn ước ao.
nhưng vì sao cứ ngần hà. Chỉ một mình cô đơn giữa trời cao, trên chín con tàu vũ trụ mà tôi luôn ước ao. Hình như tôi từng thấy phi thường thế. Quá cao đấy. Nếu như mà mọi người nhìn chị Nguyên với chị Phương đứng hát kiểu nội lực này nọ thì thật ra là nó đã là một hình ảnh quá quen thuộc, và đương nhiên mọi người sẽ mặc định là hai chị như sức làm những chuyện đó, đúng không? Bây giờ mà giọng ca chị Lệ Nguyên với chị Thu Phương mà đứng bắn ráp, trời ơi ăn tiền liền. Đây là cái nhóm mà mình xem mình cảm giác có cảm giác và thích. Nghe cái đoạn sau á, đúng là đấu vocal với nhau, nó chạm được cảm xúc người nghe. Và cái phần đọc rap của ba người đó cũng khá là mượt. Nên là chắc chắn là sẽ được vote nhiều khi lần đầu tiên thấy Lệ Quyên với lại Thu Phương rap. Vai trò của em đi trong vai trò đội trưởng khá là rõ. Khi mà tự viết được lời mới và cũng không bị mờ nhạt so với hai đàn chị khá là xuất sắc này. Em cảm ơn anh Trung. Em đi cảm thấy rất là vui bởi vì cái điều lo lắng là mình không cống hiến được gì thôi. Còn khi mình cống hiến được cho team và mọi người nhận thấy được cái điều đó, mình cảm thấy rất 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 là hạnh phúc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với đội chị đẹp Hehenie với mắt sắc tình bạn diệu kỳ cuốn yêu, và hai thành viên đổi vị trí cho nhau là chị đẹp Lưu Hương Giang và chị đẹp Phương Vi. Nói thật là lúc đấy nghĩ xem là bây giờ chơi ăn gian là chỉ đổi hát không thôi, vì hát không thì nó đơn giản. Kiểu gì mình cũng sẽ phải hát thật chứ không thể nào mà nhảy không được. Nên mình phải ưu tiên phần hát và phần nhảy. Không, phải... như thế này này. Động tác ví dụ như của mình sẽ là... Lược bớt đi. Kinh, kinh đúng không? Ừ. Trình, nhẹ thôi. Đừng có làm mạnh. Cái quan trọng là cái di chuyển tuyến ấy, mình nhớ thôi. Còn mình tập trung vào phần hát chứ không cứ nhảy hùng hục. Tại vì team mình là team 5, team nhảy nên là vẫn ưu tiên cái nhảy trước. Nhưng mà chị chắc chắn luôn là khi mình nhảy mình sẽ không hát. Chắc chắn 100%. Mình sẽ phải nhớ có lên. Bây giờ hát hay không hát? Yeah. Và nhảy hay không nhảy thì lên sân khấu mình vẫn phải hát phải nhảy, được chưa? Nhưng mà để thắng challenge tối nay thì mình phải làm đó, cái option nào đó nó gọi là nó trọn vẹn nhất cho tối nay. Không, thực ra là nếu mà... Nếu như mà bây giờ em vẫn giữ cái việc mà vừa hát vừa nhảy thì chị chắc chắn luôn là không làm được. Đi luôn á. Chị chắc chắn là đó. Vì cái hai cái bài hát này cái tiết tấu nó khá nhanh. Nếu như mà vừa hát vừa nhảy thì có khi là mình dễ bị hụt hơi dữ lắm mà nha, cho nên là vì dì Giang cũng đang rất là đau đầu. Như Hen nói nha, cái bài của mình là team 5, mọi người nói là có thêm nhảy sẽ là điểm thì cộng đó. Và nếu như mình nhưng mà mình không phải là mình không nhảy, nhưng mà mình đi đội hình. Ok, hiểu ý chị Vi, ý là mình không có dặn cái động tác quá mạnh. Thì em chốt như này nha, có nghĩa bây giờ là mình đang đi trả bài. Chứ với cái việc mà chỉ di chuyển đội hình thì không có mơ mộng gì cái việc mình chiến thắng cả. Được chưa? Chị thì chị nghĩ là như này, tại vì em nhảy là em cân được. Nhưng mà vấn đề ấy, bài này nó cực kỳ nhanh, và nếu như kinh nghiệm mà mình, nếu mà mình tập trung mà chỉ nhảy không ấy, và vừa đi cả nhảy vừa đi cả hát đấy. Ok, tại okay, vì bây giờ mình tập thử đi. Mình team 5, chứ không phải team một mình em. Bây giờ một mình kẻ vàng, em việc em cố gắng em nhảy ấy, nó cũng không có mang lại được cái lợi ích gì cho nhóm. Em chỉ đang nói chốt là nếu như bây giờ mình muốn một phương án an toàn thì mình không nhảy, mình di chuyển đội hình thì mình chỉ tập trung vào việc đấy và hát thôi. Được chưa? Và mình không có nhắc đến cái việc là mình sẽ chiến thắng trong cái game này luôn. Chắc chắn là không thể thắng được. Tại vì mình có hoàn chỉnh đâu. Chị sẽ có cách cho mình thắng. Ổn mà. Ok. Rồi bây giờ tập nha. Bây giờ tập phần nào? Di chuyển và hát không, thôi đúng bây không? Bây giờ mình cứ làm nha. Cứ làm nha. Vừa thì làm em bảo nãy giờ em bảo là ở đây thì cứ tập đi. Ừ, vừa làm vừa sửa. Tập. Hai bài đều là bài hit hết. Một bài hit hồi xưa và một bài hit bây giờ, thì nó là một cái bài tán khó. Ladies and gentlemen, and now it's time for Kun Yêu to be on the show. You want to see how we do it? The five superwomen. Let's see it. Do it, girl. Come on.
Lạnh quanh trong sân vui đùa chẳng còn âu lo. Luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Đôi chân lăn lăn của yêu mang tên Bobby. Yeah yeah. Guitar 20 ngân ngơ bạn bè quanh tôi. Đôi khi vu vơ cảm thấy cô đơn mình thôi. Có những người buồn khát khao trong tim thế nào. Yeah hey. Rồi lại thấy nụ cười vào trong ánh mắt và sáng trong tim niềm tin. Mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố để chào đón những gì người mới nhé. Hello, chào một ngày mới với bao nụ cười. Hello, chào một ngày mới với bao nụ cười. Có những người yêu đến chúng ta cùng đón nhận bài. Cuốn yêu mà em muốn nói mà mai lại đến hết. Cuốn yêu tình yêu ta biết khi có mà kia. Cuốn yêu người bạn đời ơi và luôn chỉ có thân thôi. Cuối cùng là quyết định là vẫn phải làm cái thử thách một cách gọi là fair play nhất, thì là cả hát cả nhảy đảo cho nhau. Với bài hát này thì Phương Vi là cái người mở đầu bằng cái câu rap rất là chất. Vì vẫn là một trong những cái có người có giọng ca về nội lực rất là tốt. Và đã có những cái phân chia về giọng hát để cho các thành viên trong nhóm có thể là thể hiện những quãng giọng đẹp của mình. Đấy cũng là một cái mà tôi nghĩ là rất là có lợi thế đối với nhóm. Cũng vui, tại vì để biết được cái khổ cực của khổ cực của nhau khi mà đứng ở cái vị trí đó, tự nhiên là như thế nào. Nói chung là một cái thử thách rất là đặc biệt. Lưu Hương Giang mong rằng công diễn 2 và những vòng sắp tới thấy Giang máu lửa hơn. Trung là người rất thích giọng của Giang và rất thích một cái khoảng thời gian làm nghề rất là nghiêm túc của Giang. Và Trung nghĩ rằng đã đến lúc rồi, Giang hãy đạp gió rẽ sóng đi nha. Cảm ơn Trung. Nó giống như là một cái lời nhắc khéo bản thân mình là hiền hồn về đi. Chứng tỏ là lúc đấy là mình làm chưa có được tốt. Hay là tính mình bị nghĩ nhiều quá, không biết nữa ai nói gì mình nghĩ. Khổ ghê. Và giờ thì chúng ta sẽ đến với đội tiếp theo. Đội của chị đẹp Diệu Nhi. Lớn rồi còn khóc nhè. Và hai chị đẹp đổi vị trí cho nhau là chị đẹp Diệu Nhi và chị đẹp Huyền Baby. Nhóm của mình tên là Những Đứa Trẻ Chưa Lớn. Và sau đây xin trình diễn ca khúc Lớn Rồi Còn Khóc Nhè. Ngày thơ bé có cánh đồng chưa nắng bên bờ sông. Thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con ơi đừng khóc nhè. Vu vơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Ai thêm mặc khiếu văn nghệ nhất nhà. Bạn bè có bao che, câu nào cũng dễ nghe. Nó nói hay hơn lời của mẹ. Tôi ôm đàn và hát, đi giao nôn bè bạn. Ước mơ còn là người khắp thế gian. Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ. Mơ của mẹ là thấy con về. Tôi ôm đàn và hát, đi giao cùng mẹ bạn. Ước mơ con là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế, hãy quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy con về. Hoàn hảo. Rất là dễ thương ạ. Hay quá chị Nhi ơi. Thực sự Dennis phải khen rất là nhiều đến chị Diệu Nhi. Tại vì ấy solo thì chị Diệu Nhi
luôn là người cảm giác cho nên là không yên tâm về một cái giọng hát không ổn định. Nhưng ngày hôm nay khi mà chị cất giọng lên, em thấy được sự ổn định cơ. Tức là để đội trưởng mà em cảm thấy đúng cái năng lượng đội trưởng em cần nhất trong nhóm nhạc là chị Diệu Nhi. Cái màn biểu diễn á, thấy dấu ấn Diệu Nhi khá nhiều. Từng cũng là ưu điểm nhưng đồng thời nó cũng sẽ chưa phải là cái điểm mạnh, chia đều bó lai cho những thành viên còn lại nữa. Nên là em thấy là mọi người ai cũng có một cái nét riêng hết. Em mong là anh và Dennis mai mốt mà đến bữa trình diễn á, bớt mê em lại. Nhi cảm thấy rất là vui khi mà các chị em khá là hợp tính và ai cũng đóng góp cho ý tưởng cái bài này rất là nhiều. Thành ra Nhi chắc chắn nhá, đây là một cái bài diễn mà sẽ mang lại cho khán giả rất là nhiều cảm xúc và hy vọng là khán giả sẽ thích đội Lớn Rồi Còn Khóc Nhè của Diệu Nhi. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhóm chị đẹp Đoan Trang. Ai cũng có ngày xưa, hai chị đẹp đổi vị trí cho nhau là chị đẹp Đoan Trang và chị đẹp Thanh Ngọc. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em rất là hân hạnh là được là đội trưởng của đội Ai Cũng Có Ngày Xưa. Đây là Thanh Ngọc, là giám đốc của đội em, chuyên môn đón các chị vào mua trà sữa. Và đây là chủ tịch của đội em, chuyên môn động viên tất cả các chị em. Cho nên đội em quyền lực như nhau. Hay quá. Được, chào tốt. Chào tốt. Nói thật là thực sự là đến cái công hai này là em hơi hoang mang style một tí về ban biên tập. Tức là các bài hát ấy mà em thấy là ban biên tập đang thiên vị các chị em tuổi trẻ. Tức là ví dụ như là từ 50 mà xuống Nhi Đồng á, nó quá xa so với từ 30 xuống. Bởi vì ví dụ như các em 30 mà xuống Cún Yêu mới lại từ Nhà Thiếu Nhi quận 3 hay là cái gì thì còn nó còn gần gần. Đây ba chị này cộng lại là khoảng 120 tuổi. Nên là thôi bọn em quyết định là bọn em làm giản dị nhất có thể. Các chị đại của chúng ta đã quá tài năng rồi. Ban biên tập chương trình cố tạo ra những cái thử thách cho các chị thôi ạ. Các chị phải nói trước bởi vì thấy các đội rồi là quá là gọi là màu sắc nên là đội mình sợ có tí hơi nhạt không? Rào trước. Rào trước đấy. Hãy cho một tràng pháo tay cho chị. Mỗi người là một đóa hoa. Mỗi đóa hoa sẽ có cái hương thơm riêng của mình. Cho nên là mình rất là nể phục và các đội bạn của mình. Nhưng mà mình phải tự tin với là những gì mình có. Cho nên á là cứ phải cố gắng lên. Thế bây giờ thi đoạn nào nào? Thi đoạn. Thi đoạn Acapella. Đó phải thuộc lời đấy, chị chưa có thuộc đâu đó. Ừ, ráng đi, lát được mình như nhau. Hai, nào. Chị nào, Trang, chị sẽ không nhìn, không nhìn, không nhìn. Chị Trang phải xuất ra. Năm, sáu, bảy. Lần cuối đi không tí nữa ra là nhục ấy nhá. Ok nha. Năm, sáu, bảy, tám. Ngày đó trong đêm khuya hành khô nóng bức, ba ngồi quạt hoay đưa cháu thơ, gió đưa tôi vào giấc ngủ. Ngày đó mái tóc xanh đôi chân đi vững, ánh mắt thân sang đời dắt tôi, rồi không muốn rời. Và rồi tôi nhớ. Thì mình làm khác với lại các bạn một chút, thì mình sẽ chọn cái phần nào mà chỉ tập trung vào hát vocal thôi, thì chỉ có cái đoạn acapella thì mới có thể phân chia rất là rõ ràng ba bè, làm sao để rất là hòa quyện để lấy lòng ban cố vấn cũng như là các chị em đồng nghiệp của mình. Các bác có hoán đổi không? Có hoán chứ, hoán bình thường rồi.
là vì hát mà bọn tôi vocal là từ quãng bè tháng 3, tháng 5 nó chỉ thế thôi. Là bè trên với bè dưới là đổi nhau thôi. Đúng rồi. Bây giờ là bà ai muốn hát bè cao quan cao. Quan trang đăng ở trên lộn xuống dưới. Ai muốn bè dưới kêu lộn cao cái lộn lên. Không, với cả em nghĩ đội này chơi chiêu đấy, các chị em đã không, không, một của mình đã có trường hợp tương tự đó và gây nên một cú hat trick vào công diễn, nên mọi người cảnh giác nha. Nói chung là hết sức đề phòng, hết sức đề phòng. Hay là hai chị em mình múa cái nhở? Múa cái nhở? Múa đây, khoan. Vậy là ý của cậu là chúng tôi vừa rồi rất tệ hay gì? Em nghĩ đây là một chiến thuật các chị chơi chiêu không. Giống một team khác. Chị diễn thì thôi. Bây giờ thì ý cường sao? Ý cường sao? Ê, trà sữa. Trang giữ thể diện đi chứ. Tuy nhiên thôi đi về đi, tôi xấu hổ quá. Tôi còn xin gửi gắm là như này. Trước khi mọi người bầu chọn, à quên, nhưng mà mọi người có quyền bầu chọn gì không? Dạ, hay là... dạ không. Dạ không ạ. Thôi khỏi nói. Em đánh giá sự đồng điều về giọng hát á và độ phù hợp á khá cao cho cái bài hát này. Với một cái đoạn rất rất ngắn thì thấy được sự hòa quyện. Hy vọng rằng cái tinh thần của cái đoạn ngắn đó nó sẽ được lan tỏa hết cả bài. Và chắc là mọi người cũng sẽ có chiêu gì mà giấu đúng không? Chứ nếu mà để mà nghe Mỹ Linh, Đoan Trang với Thanh Ngọc mà chỉ đứng hát vocal không á thì là xưa giờ mọi người đã từng nghe ở đâu đó rồi. Lần đầu tiên ba cái tên này kết hợp mà một điều nhiều như vậy á thì phải tạo nên sự bùng nổ. Em hy vọng điều đó nha. Ba chị em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình chọn thi một cái phần thử thách đó, nó khác với là các đội bạn. Nhưng mà cuối cùng lại được mọi người ủng hộ nhiều và yêu thương. Chúng ta đã có kết quả từ ban cố vấn. Và bây giờ xin mời các ban cố vấn. Cái điểm số này thì là tổng hợp lại của ba thành viên ban cố vấn. Xin được công bố từ dưới lên ạ. Nhóm ở hạng 6 là nhóm Dòng Thời Gian. Nhóm ở hạng 5 là nhóm Chị Ngã Em Nâng. Lan Ngọc nói không sao hết mấy chị ơi. Nhóm ở hạng 4 là Tình Bạn Diệu Kỳ. Vi nghĩ là khá tốt. Đối với bản thân Vi nghĩ là team Vi làm rất là tốt. Nhóm ở hạng 3 Lớn Rồi Còn Khóc Nhà. Nhóm ở hạng 2 với nhóm ở hạng nhất sát sao nhau. Nhóm ở hạng 2 là Ai Cũng Có Ngày Xưa. Và nhóm hạng nhất Phi Hành Gia Cô Đơn. Giờ có hai chị của em. Ôi, cảm xúc vỡ hòa luôn mọi người. Bởi vì không nghĩ là mình thắng. Nó giống như là một cái động lực á. Để là ok, mình đang làm rất là tốt rồi, mình phải phát huy nữa, mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mọi người. Chúng ta sẽ có thời gian là 2 phút cho sự trao đổi này. Tại vì mình có xài chiêu, mà nếu như mà mình xài sau những cái tim team xài chiêu là không nên. Em nghĩ chị thứ hai. Thì em tin là tiết mục em nằm ở thứ 3 là chuẩn nhất ạ. Wow. Là không chiến mà tự nhiên thành đó. Em tin là với cái năng lượng này thì 24 chị em tụi mình sẽ có một phần công diễn sực thật là bùng nổ ạ. Dạ. Mọi người cố lên. Thật sự em thấy team này hạng nhất là đúng rồi. Không còn gì bằng nữa, team này hạng nhất là đúng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thông báo nữa. Hai nhóm với xếp hạng thấp nhất sẽ gặp một bất lợi. Hai nhóm đó sẽ không được công bố tỷ lệ bình chọn từ khán giả cho đến khi vào vòng kết quả.
Khi mà bị ẩn điểm thì thực sự là cảm giác của mình là ép tim. Đó sẽ là một điều rất là căng thẳng, rất là hồi hộp. Cố lên các chị em ơi. Tesori Doriente, sữa tắm nước hoa Italy, lưu hương 8 giờ. Chào làm gì ấy? Em đang thắp nến. Nến là nến thơm hả? Gì vậy chị? Ở đây đâu có chồng chị đâu mà chị lãng mạn chi cho mệt vậy? Không, lãng mạn chứ, chị em mình phải lãng mạn chứ bộ. Chị em phụ nữ chúng mình cũng nên lãng mạn đúng không chị? Ừ, mùi thơm lắm ấy. Em thích cái packaging của nó ghê, đẹp. Sao thắp nến chắc đang nhớ chồng. Bà này nhớ chị con mình. Hơn nhớ chồng. Nhớ chồng và con. Ông bà Thư Trang rồi sao mà quen anh xã kể chuyện đi. Trời, cái lúc mà em biết nhau là lâu lắm luôn rồi chị. Tại vì em hát cho event của công ty ổng. 7-8 năm sau mới gặp lại. Là lúc đó em xém lấy chồng. Xém lấy một cái anh bác sĩ bên Mỹ đó. Dạ. Cái sau đó cuộc tình đó không được. Cho nên em xác định là chia tay. Thì cái lúc đó là em đang ở bên nước ngoài. Buồn quá, bỏ vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam. Mua một cái vé từ Mỹ, bay qua Na Uy, nằm khóc ở bên nhà chị Đoan của em. Bà chị gái của em sống ở Na Uy. Con ta có điều kiện chị, muốn bay đi đâu là bay, mua vé bay liền. Nó độc thân mà. Buồn, người ta không quan tâm đến tiền. Bỏ luôn, đó. Cái lúc nó trẻ, mình nó điên rồ lắm. Không về Việt Nam, qua bên Na Uy nằm khóc. Đang ngồi khóc lóc, cái tự nhiên ông này gọi. Hai Trang, nhớ không có Johan nè. Thì ông này kêu, rồi. Hai Trang, how are you? Cái em nói là cái hỏi qua hỏi lại, ô Trang, Johan hỏi qua hỏi lại. Cái sau ông nói em, how are you? Thì em mới nói là I'm fine. Thì biết ông nói sao? Bao nhiêu năm không nghe giọng, không gặp nha, mà biết nói sao? No Trang, you sound not fine. Ghê. Bây giờ em còn nổi da gà. Ông nói là không, em không có ổn. Bắt đầu lúc đó là trong người có cái gì là khóc đồ trào ra. Anh mua vé từ bên Thụy Điển sang gần quá trời cái luôn. Ông mới nói là ok đừng có lo, là tôi sắp có cái chuyến công tác ở Việt Nam, sẽ về tìm Trang và sẽ ngồi nói chuyện. Cái về là cái cuộc nói chuyện đó là coi như đứng hình luôn đó. Là coi như có vợ luôn. Cái tính này dính ghê á. Thả một cái là chết liền. Đừng coi thường con trai chị Điển. Không, như chị Linh Nhiên Vương là như tình yêu xa xưa tới giờ là nó. Không biết bây giờ bọn chị là thành bạn. Bạn đời. Bạn đời chị, đúng, nói bạn đời là dễ thương nhất. Tại vì đúng rồi chị ơi, cái chữ bạn nó hay lắm. Đúng không chị? Tức là bọn chị đã phải cãi nhau gần đến năm rồi, bây giờ là hết cãi à? Hết cãi nổi rồi. Không phải là hết cãi nổi mà. Hiểu từ chân tơ kẻ tóc, không cần phải cãi nữa. Mở mồm ra chưa kịp nói hiểu biết ý. Là chuẩn bị nói câu gì rồi nên tôi khỏi nói. Xong chỉ cần đá lông nhau cái là biết là muốn cái gì. Đúng rồi, chị Linh Nhân Vương là bao nhiêu năm? Chúng em yêu nhau 3 tháng. Thế hả? Nhưng mà lấy nhau 25 năm rồi. Trời ơi, yêu nhau có 3 tháng thật đó hả chị? Thế em lấy chồng năm 3 tuổi? Em 29 tuổi. À thế là cũng đủ chơi rồi. Em là gia đình trẻ lắm, 34. Nói chứ nhiều khi đi quay á, để chồng con nhà cũng thấy tội, thấy thương. Chị nhớ ngày xưa hồi chị mới vào nghề ấy em. Thì hồi đó là biểu diễn chính là Sài Gòn. Mà người ta, khán giả người ta yêu mình. Nên chị hát phòng trà một tuần 3-4 buổi. Lúc đó mình đam mê quá, mình không cuốn theo mình cái chưa, mình chưa được dạy là khi mà mình có con á là mình phải dành nhiều thời gian cho con. Bây giờ nếu mà chị mà được lấy lại là chị sẽ không làm như thế nữa. Tại vì thằng Duy nhà chị á, mỗi lần ông nội nó đến hỏi nó là Duy mẹ đâu, là nó bảo con là ở tổ bán báo xa mẹ. Kiểu mọi người cứ trêu nó ấy, là nó nhớ luôn đó. Ngày xưa là các em mồ côi là đi bán báo rồi ở ngoài Bắc có cái câu là tổ bán báo xa mẹ để người ta mua báo dùm ấy. Thực ra con mình đâu cần tiền của mình, nó cũng chẳng cần cái gì, nó chỉ cần mình thôi. Rồi. Thế bây giờ cái bé Quân nhà chị á, lúc mà cái khoảng thời gian đó nó có ảnh hưởng gì? Duy hay là Duy bé Quân nhà chị là cũng được. Em đang nói đùa. Nói Duy cãi vì thế không? Chị đâu cãi đâu, chị lại nghĩ là em đang có đùa mà chị bảo con bé này. Trời ơi, đùa có duyên. Lại là bé gì nhỏ? Bé Duy. Kiểu giống như trong cái suy nghĩ, trong cái tính cách của mấy bạn mà nếu như mà không có gần bố mẹ lúc nhỏ đó chị. Chúng nó rất là tự lập. Đúng rồi. Không phải gần bố mẹ, không gần mẹ không nhiều gần thôi mẹ nhiều. Chứ còn nó gần bố nó lắm. Thì nó rất là tự lập. Tự lập.
em á là cũng may là có một đứa thôi, cho nên là cũng rất là vất vả lo cho nó, lo trong nhà đồ này kia, ngoài đường này kia, công việc của mình kia, nhưng cũng bỏ thời gian tập thể thao với gặp gỡ bạn bè. Con người phục Trang lắm nhá, tại vì chị thấy Trang làm hết. Chị bên này là mình sướng lắm, vì mình cũng có người giúp, có bà, có đội, rồi cũng có người, cả người giúp việc, mình cũng có người ở cùng. Còn Trang là em, chị thấy em làm hết, chị phục dễ sợ luôn. Thì ban đầu thì nó cũng hơi vất vả, nhưng mà sau đó tự nhiên mình cảm thấy tự mình vui trong bụng chị, là ê, quét được cái nhà giỏi rồi nha, là lau được cái sàn, hoặc là rửa được cái đống chén này, ví dụ vậy. Tự nhiên mình thấy những công chuyện đó đó nó rất là hay ho, nó làm cho mình toàn diện hơn. Thì cố gắng là đảm đang nhất trong ba chị em mình đấy nhá. Có đâu, kỳ này làm đội trưởng là đúng rồi đúng không? Nhưng mà đồng thời em vẫn dành thời gian đi cà phê. Nếu mà chị với Ngọc qua là em sẽ đưa đi những quán cà phê em yêu thích miền Tây, miền Đông. Mình chuẩn bị tinh thần sang hành con này nhá. Mua vé luôn đi chị. Nó đã xin xỏ em là nhà rồi nè, em chừa phòng cho chị với nó rồi. Nó xin xỏ em là chị Trang, em qua là em không phải tốn tiền ăn, tại chị nấu, chị đi chợ nấu cơm cho em ăn luôn. Đó, bây giờ nó xin em tiền vé luôn, nó xin em tiền vé luôn, không nhận chị dạy nó phát triển ghê. Mấy mốt mà em gọi chị là chị tắt máy, lúc nào không ai ý. Không ơi, dạo này chị bận lắm. Ồ, chị mới nhận cái việc này, đâm ra là chị về với cảm nhé. Để chị xem lịch của chị tí. Chắc là em chọn những cái phụ kiện ở trên tóc ấy. Đang tìm một cái túi gì đấy trông cho nó vintage. Tôi cũng thế, thế tôi giống bà đấy. Cái chủ đề lần này nó là kiểu hóa thân này kia. Nhưng mà mình không được nói là mình hóa thân ai nhá. Thì mình nhận đấy. À đúng rồi. Nhưng mà cái cộng cái thẻ Hi, MB Mastercard. Của MB Mastercard. Mà cái thẻ đấy rất là nhiều ưu đãi nha. Thì đang nhiều ưu đãi để mình tranh thủ quẹt đi. Mình quẹt đi các bạn. Xong rồi đi mua phụ kiện cho Huyền đi. Dạ, chiếc thẻ Hi Lady của MB Mastercard đang có rất là nhiều ưu đãi nè. Em xin phép được thanh toán cho chị nha. Em ơi, nhiều ưu đãi thì bọn chị mới dùng chứ. Thẻ này hình như là mình chỉ cần chạm một cái. Ok, được của chị Lâm chưa? Mình tranh thủ nhiều ưu đãi. Ừ, anh yêu em. Đi. Tôi chị quên ví. Trong em hộp nha. Em cần lấp lánh á hay không, là em nghĩ là cái chai chai này, cái ngọc chai này hộp này. Cũng xinh à. Hợp với em á hả chị? Ừ, hay là con em? Chọn cái này. Chai chị sợ bị già đấy. Đúng không? Này hợp với chị đấy. Ồ thế à? Ý em là chị già. Không. Cái vòng chai này nó rất là trẻ chị ạ. Ok đấy. Thôi bây giờ bọn mình đi vô tính tiền đi. Ừ, đi là tính tiền đi, xong rồi mình đi ăn. Hướng dẫn bình chọn. Bước 1, chọn số tại semi.vn. Bước 2, kích hoạt sim. Bước 3, bình chọn chị đẹp. Cùng semi voting đưa chị đẹp chiến thắng. Với cái chủ đề đặc biệt này thì chắc chắn các chị sẽ đầu tư dữ lắm đây. Trinh vẫn còn phân vân giữa việc là mình sẽ hóa trang thành ai. Lần này ở đây thì mình muốn hóa trang thành một hình ảnh đặc biệt hơn. Đó là bật mí sau. PNJ 35 năm giữ trọn niềm tin, tôn vinh vẻ đẹp. Onlala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Muôn hương sắc comfort, muôn phong cách chị đẹp. Hey, 1, 2, 3. Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông em vẫn hay đi về. Hey. 1, 2, 3. Em tân 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 tân. Tần 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 tần. Yeah, xin mời. Chúng ta đi vào đây, chúng ta vào đây. Nào. Ôi, bà ngoại đi đâu đây? Xin chào. Xin chào. Dạ đón mẹ. Rồi đến ngoài, ngoài đi. Hey. 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 Các mẹ ngày xưa là như này các thôi đúng không? Phải điệu hơn. Dạ mẹ. Rồi, dạ. Đã nói là đi đám cưới đi ăn thì không có đưa con nít đi theo. Đây đâu giống đây chúng ta rủ nhau đi. Giống ai nhỉ? Cái gì Mỹ Tâm á? Cái gì Mỹ Tâm á? Này đi hát đám cưới. Băng lùng
mua chồng. Rồi Lâm Anh đã mang đến nhà Trung một cái đầm của mẹ rồi, đã mượn mẹ rồi để chuẩn bị thực hiện cái thử thách này. Mẹ đã nuôi rồi Lâm Anh lớn lên một mình. Khi mà mình trải qua những cái chuyện trong cuộc sống của mình thì mình thấy rằng là một người phụ nữ luôn luôn phải sống bản lĩnh này, mạnh mẽ này, độc lập này, thì mình sẽ có thể lo được cho gia đình của mình, cho mẹ mình, cho con mình, cho những người xung quanh mình. Và đấy là cái việc mà Lâm Anh nghĩ rằng là mình học được nhiều nhất từ mẹ. Nói chứ kính thưa các chị cũng như là kính thưa tất cả mọi người, ngày hôm nay nhóm của em rất là lạ kỳ với một cái hình tượng mà không có giống ai hết từ trước đến giờ, đúng không? Mà nó mới nhận ra được bởi vì ngày hôm nay chị em chúng tôi đang có một chương trình, một lễ hội hóa trang hoành tráng về những người thân yêu nhất của mình. Và đây là team đầu tiên nha mọi người, chúng ta hãy chờ đón team tiếp theo. Xin mời. Ôi cái này đều dữ vậy, bên team này đều. Ôi khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên dãy em đến trường cùng đàn chim hòa vang tiếng hát. Xiên long lanh nhẹ thắm trên vai, nụ hoa xinh tươi luôn hé môi cười, đưa em vào đời đẹp những ước mơ, đưa em vào đời đẹp những ước mơ. Xin chào đón team của Hanh Nhi. Xin chào team bên kia. Và xin giới thiệu với các chị đẹp tiếp theo của chúng ta ở team phi hành gia Quyên Đương. Quyên đã suy nghĩ và Quyên quyết định là Quyên hóa thân thành chị Ý Lan. Quyên cũng phải cố gắng lắm để Quyên nói được cái ngữ điệu của chị. Một phút chị Ý Lan nói có 6 từ thôi. Hãy cứ là tình nhân để mong mỏi đợi chờ, đợi chờ. Và sau đây mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa khôi khỏe đẹp thời trang toàn quốc lần đầu tiên của Việt Nam. Đẹp quá. Và xin được giới thiệu nữ ca sĩ tuổi teen tóc mây. Tuổi teen tóc mây đang yêu thiết tha là tuổi xì tiêu, là tuổi xì tiêu. Đẹp quá rồi, team này đẹp quá. Dạ xin mời nhóm tiếp theo của chúng ta. Trời ơi. Mà con hỏi này, sao mẹ lùn thế? Sao mẹ lùn thế? Sao mẹ hát như thế mà cũng nổi tiếng nhỉ? Huy nó nói thế thật đấy chị. Rồi, con gái đi lại đây với mẹ. À, lộn, đi lại đây với cô. Rồi, con gái đi qua đây nha. Mẹ cháu đâu có xinh như cô đâu. Mẹ cháu xinh hơn cô chứ, hát hay hơn cô nữa. Rồi, bây giờ con ngồi ở đây nha. Hát hay hơn thì có thể. Đánh nó ghê luôn, đánh nó ghê luôn. Và sau đây chúng ta xin được phép chào đón team chị đẹp đội trưởng Đoan Trang. Chú đẹp dai quá. Đồng chú ăn chơi quá chú ơi. Chú trông bad boy quá. Ê chú. Đây là chú ạ. Hôm nay mình thử mình giả làm ba coi nó có đúng là con của ba không. À, đó, hàm râu vậy đó. Xong rồi hơi hô. Ngọc thì mó. Giờ sao ta? Hay là không có... không phải con ba. Có ôi nắng trên vai em gầy, được sao áo bay, sao áo bay. Wow. Nắng có mắt buồn, lòng hoa bướm say. Chú sơn móng chân nha. Mà sơn móng chân nhiều màu nữa. Ôi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi.
gió đưa em về. Giờ xin mời chú, tại vì tụi con đang quay đêm á, mà chú cứ gọi nắng mãi là tụi con quay tới sáng. Tới sáng. Nên là con xin phép, con xin mời được dắt chú về chỗ. Chúng con đang cháy giờ rồi chú ạ. Con chào các cô các chú ạ. Có chú nào đâu, 30 chị đẹp phải bảo chú. À yeah, yeah, ok. Chú mới tới. Đồng đội đứng đây nhắc tuồng như thế này. Thôi hát hát hát. Baby girl, I know you're my real love. Vẫn đêm phố đông vui vã nhưng em luôn tin anh là real love. Ôi giời. Wow. Anh cha cha cha. Anh cha. Mình lén lén nghe được bên tai là có nhiều chị đẹp hóa trang thành mẹ. Cho nên là thôi mình phải làm khác đi. Cuối cùng là Trang hóa trang thành em trai của Trang. Buồn cũng có thể người ta làm cho bà vui, nhưng mà nên nhớ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ. Bao giờ. Tôi mắc cỡ dữ lắm. Thôi tôi mắc cỡ dữ lắm. I'm just a little bit caught. Love is a riddle, I don't know where to go. I can't do it alone, I've tried. I can't do it alone, I've tried. I can't do it alone, I don't know why. Đường hành quân diệt Mỹ, bộ hỏi cuối thư thăm. Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tươi, ai rồi giáng tay cây. Cháu hỏi chú cái là cớ sao chú mặc váy đấy? Trời đóng ơi. Hai vai. Chú là đóng hai vai, nhưng mà mỗi tuổi con gái chú là muốn là mặc quần giống chú đấy. Nhưng mà quần chú rộng quá, quần chú rộng quá. Nên là đành phải mượn bộ của nữ cháu ạ. À. Các cháu thông cảm cho chú nhá. À, ông anh ơi, cho tôi mượn cái váy, cho tôi mượn cái váy mặc chứ. Chúng ta sẽ tiếp tục chào đón chị đẹp kế tiếp. Xin mời. Hát 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 ạ. Ca sĩ đang hát ạ. Mùa thu qua cho tay mềm, ngày xưa sao lá thu không vàng, rồi có hôm nào mây bay lên. Dạ thôi, cô dâu bên này có chú rể rồi. Về em, dạ. Về em, dạ. Về em. Dạ. Xin chào cô chú, chồng em đây ạ. Dạ. Chú rể có cả đôi dép dạ. Chú rể chồng em hôm nay hơi luộm thuộm tí, mọi người thông cảm ạ. Ôi giời, thắt ra ngoài xuống. Linh ơi, Linh ơi, mang cái giả về đây. Ôi giời ơi, đến giờ ăn cơm rồi mà không biết đằng về nhà. Lại còn sắp chiếu chị đẹp đạp gió rẽ sóng nữa. Bảo mê lắm mê vừa mà đến giờ rồi không chịu về xem. Thôi thế này cho nghỉ xem luôn. Bà có thể đánh đá đấy. Bà ấy, bà có xem thì không phải là con nói xấu bà đâu nhá. Rồi đi được không? Cháu ơi, các cháu ơi. Dạ. Mấy giờ rồi nhỉ? 10 giờ rồi ạ. Các cháu ơi, mấy giờ rồi? 9 giờ 15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.
9:15 thứ 7 hàng tuần trên VTV3. Rồi, đường nào về nhà các cháu nhỉ? Đây bà. Bà cảm ơn các con nhé, các cháu nhé. Đi đường này à con. Mọi người vui thế. Bà ơi, có thể mọi người làm cho bà buồn có thể mọi người làm cho bà vui. Bà vui lắm con ơi. Nhưng bà nên nhớ, niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ. Dạ xin chào đón 24 chị đẹp đã có mặt tại nhà chung của chúng ta. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một cái buổi lễ hóa trang rất là đặc biệt luôn. Là mọi người sẽ hóa trang thành một cái nhân vật mà mình luôn yêu thương, luôn gắn bó ở trong cái gia đình của mình cũng như là cảm xúc của mình. Xin mời chị Diệu Nhi lại đây cùng với Ngọc ạ. Ok. Ủa sao em phải đi gù lưng vậy? Dạ để cho giống đàn ông, đàn ông. Dạ rồi, kính thưa mọi người là Diệu Nhi ngày hôm nay có một cái hóa trang dạ rất là đàn ông. Thì không biết là nhân vật này là nhân vật nào? Dạ vâng, thưa mấy chị đẹp và quý vị khán giả. Đàn ông. Và quý vị khán giả thân mến, hôm nay là Nhi hóa thân thành chồng của Nhi. Đây là một vai diễn trong bộ phim Gia đình là số 1, nhân vật Kim Long của anh Tú đóng. Là tại sao mình lại lựa chọn Tại sao mình lại chọn nhân vật đó Dạ tại đó vì... là lần đầu tiên hai người nên duyên với nhau đúng không? Sai rồi Ngọc, không phải. Tại vì em muốn chọc chồng á. Wow, và đây là lần đầu tiên luôn Diệu Nhi nhắc tới chồng của mình ở trên sóng truyền hình. Em nhắc sơ thôi mà Ngọc nhấn thì nó thành nhấn á Ngọc. Còn Ngọc là trong hóa trang là ai mà xinh thế? Kính thưa mọi người, dạ em xin phép là được giới thiệu là em hóa trang thành chị hai của em. Wow, dễ thương quá. Là người mà luôn gắn bó cùng với em trong suốt cái hành trình mà mình đi làm nghề, bước vào ngành nghệ thuật này. Đó, đơn giản vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh Tú. Xin mời anh Tú. Cảm ơn chị Ninh Dương Lan Anh. Dạ. Hóa thân như vậy thì Nhi cũng giữ bí mật. Thành ra khi mà chồng Nhi xem chương trình thì cũng sẽ mới biết giống như khán giả thôi. Thì chọc vậy thôi đó mà, vui. Đây là bộ trang phục đặc tôi đặc biệt yêu thích. Thắng tử Bad Boy nhé chú nhá. Vâng. Tôi là ba của cháu Thanh Ngọc. Chào bác ạ. Là chú cũng lùn phê như vậy. Là chú cũng lùn phê như vậy. Bà em cao hơn. Bà em cao hơn. Từ xưa giờ không có ai nói em giống ba hết á. Ở nhà là có một đứa em gái và một thằng em trai. Thì hai đứa nó rất là giống ba. Còn có một mình mẹ em giống mẹ thôi. Nên hôm nay em thử làm thử coi coi em giống ba được bao nhiêu phần trăm. Cái bộ đồ này đồ của em mua luôn đó, mặc bình thường từ đó đến giờ luôn. Có nghĩa là em mặc đồ rất là thoải mái mà không hiểu sao mà nó lại giống ba em. Rồi quá hay luôn. Rồi mọi người ơi. Thôi để cháu gọi cho mẹ cháu, có hay gọi lắm. Chú đứng đây ạ. Cháu giới thiệu chú một bà. Cỡ tuổi chú. Cô rất xinh đẹp. Cô này cũng hát hay rất nhịp ạ. Cô này cũng hát hay rất nhịp ạ. Dạ cô này hợp luôn. Em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Thế em năm nay bao nhiêu tuổi? Em tròn 40 ạ. Đeo vào thử nào. Nhả vai rồi. Đã tặng quà luôn rồi á. Tặng quà rồi. Em ơi chóng mặt thật sự luôn á. Em ơi đeo kính này nhìn chú Tương đẹp trai hẳn luôn á. Đẹp trai hẳn luôn á. Chú cần bao nhiêu đồ về chú? Em bây giờ mình nhảy một điệu van đi em. Nhảy một điệu van đi em. Thôi chả đây mắc công đấy à. Cái tính vật là mắc công vợ của chú là dạ các cô các chú ơi, chủ đề là gia đình gắn kết ạ, chứ không có cái chuyện là nhà nọ sọ sang nhà kia này. Cho em xin phép xả vai ạ. Em muốn vâng ạ, em muốn khoe với mọi người là hình tượng của mẹ em. Dạ trời ơi, dạ đây ạ. Em luôn luôn là muốn là một lần nào đó thử làm mẹ của mình một lần. Nhưng mà em là em giống bố quá, và mẹ là mẹ mắt hai mí và mắt tròn hơn, nên hôm nay em bắt buộc em phải gắn hai cặp mi lên mắt để giống mẹ nhất. À, sao mà kiếm ra được cái váy hay ạ? Em nhờ team đi mua vải ở chợ để chuẩn bị. Và những cái họa tiết hoa này thì là team em cũng thức ngày thức đêm để vẽ cùng em luôn.
đến đây là với mục đích là thứ nhất là mình có thể được các chị vote cho phần thử thách. Thứ hai là em muốn dành tặng cho mẹ em một món quà, đó là em có thể biến hóa thành mẹ và yêu mẹ nhiều đến mức mà luôn luôn muốn mình làm một cái gì đó để cho mẹ tự hào. Cảm ơn các chị ạ. Quá hay. Xin mời chị Phương Vi. Dạ, chị có thể lắm chị ơi. Giới thiệu về nhân vật của mình được không ạ? Dạ đây là một cái bức hình mà của mẹ Vi đi hát hồi xưa ạ. Và nhưng mà hồi nãy em nghe chị hát hay quá, chị hay luôn. Là mẹ chị ngày xưa là mẹ chị hồi xưa là ca sĩ của đoàn Hương miền Nam. Dạ như... sau này hướng con gái theo nghề đúng không? Dạ đúng rồi, đây là ước mơ của mẹ cho nên là đang sống dậy ước mơ của mẹ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Tới lượt em ạ. Tiếng như đê nhá. Luôn cơ cứu hờ phụng mày xem. Hờ phụng mày xem. Xả vai đi. Ngày hôm nay là em hóa thân thành mẹ của em. Và thời điểm đó là mẹ đã sinh người con thứ 5. Mẹ em sinh tới 9 người con. Là một người rất là tình cảm. 9 người con luôn. Đây là cái áo của mẹ rất là thích. Hầu như em thấy là Tết nào sẽ có một ông chú đi chụp hình ở trong buôn làng của em. Thì năm nào em thấy mẹ em cũng có một cái áo này sẽ mặc trong dịp đó. Một cái đôi dép này. Xong rồi cởi ra rồi gấp lại rồi nhét vào kẹp nách lại và cất vào tủ. Mẹ em thời điểm đó là để tóc xoăn. Tóc xoăn thời điểm đó là hiện đại lắm. Mỗi lần mà dành tiền bắp ngô làm là một năm, một lần làm là để 3-4 năm nó xù hơn cơ. Dạ đó. Dạ vẫn xinh. Và mẹ em đối với em là một người rất là tuyệt vời và em rất là tự hào. Em học được rất là nhiều tính của mẹ em. Mẹ chụp ảnh như do nào? Do là mẹ em là em che chị. À không, ý là đúng rồi. Mẹ chụp ảnh như nào? Mẹ chụp ảnh như mẹ chụp ảnh như thế này. Cái tấm hình này. Em không biết là sao mẹ em cứ hay kéo cái môi lại với nhau và cái tấm hình nó như thế này. Và đây là hóa trang của em. Chị em ở đây nên là rất yêu mẹ mình. Và ở trong nhà Linh thì Linh chỉ có giữ sẵn hình của mẹ thôi. Và nhân tiện là mình có đầm diễn là màu trắng thì mình chỉ cần làm tóc trái dưới một chút xíu là giống như mẹ mình đi chụp hình cưới. Mẹ Linh thì là một giáo viên dạy văn và thường xuyên là mặc áo dài và rất là ít khi nào mà có dịp mà ăn mặc đẹp hay là make up hay là như thế nào đó. Có một khoảng thời gian thì một mình nuôi hai đứa con rất là cực khổ. Có một ngày mẹ Linh nó tự nhiên là thích đi vô studio, không muốn mặc áo dài chụp hình nữa. Và Linh nghĩ là hôm đó là tâm trạng của mẹ Linh khá là rối bời, cho nên là mẹ muốn có một cái gì đó khác. Thì Linh thấy đó là một bộ hình rất là ý nghĩa và rất là đẹp. Và đó sẽ là một cái hình ảnh mà Linh luôn ghi nhớ, cho nên hóa trang thành mẹ Linh mặc đồ cô dâu. Rồi, cảm ơn mọi người. Thật sự mà nói Linh cũng cưng mẹ Linh hơn là cưng bố Linh. Khi mà Linh càng lớn tuổi lên thì Linh càng hiểu được, càng thấy thương mẹ hơn và thông cảm được cho những cái điều mà ở tuổi mình mẹ cũng đã từng trải qua. Hôm nay thì em hóa thân thành bố của em ạ. Bố của em thì là Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Hóa ở công tác tại Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng. Và bố em là người mà truyền cho em cảm hứng, mà là người hướng em tới con đường nghệ thuật. Từ năm em bắt đầu 3 tuổi là bắt đầu cho đi hát trên các sân khấu ở trên đơn vị của bố này. Thực ra là bố mẹ em cũng không có điều kiện. Bố em rất là kiểu chăm chỉ chịu khó, hay có những cái show kiểu nhận đánh đám cưới. Nhiều lúc còn phải bị xịt hơi xong còn nhồi rơm vào xe đạp để đi tiếp. Và tích góp từng khoản tiền đó để có thể nuôi em và cho em học không thiếu bất cứ cái gì cả. Hướng em vào nhạc viện học đàn bầu của bố này. Sau đó thì cho em học thêm piano. Rồi nghĩ là con gái cần phải thêm cái gì đấy, sẽ cho học thêm hết để có thể em có đủ lông đủ cánh để có thể hoạt động nghệ thuật. Và thực sự là trong cái chương trình này thì sau khi mà nhận thử thách hóa trang thì em nghĩ đến bố ngay. Và em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới bố. Và có một chuyện nữa là hai bố con cũng mới giận nhau hơn một năm nay mới gặp lại đợt vừa rồi. Tại vì là hai bố con rất thương yêu nhau biết, nhưng mà từ bé đến giờ thì kiểu hay bị khắc khẩu ấy ạ. Chị cũng thế ạ. Đó, bị khắc khẩu như thế. Bố của Ly là bộ đội cho nên là khá là nghiêm khắc trong
từ những cái mà dạy Hương Ly về cách sống từ hồi bé này, những cái tác phong ngủ dậy như thế nào, phải gấp chăn gấp màn như thế nào hay ra sao, thì có những cái lúc mà mình rất là trách bố mình tại sao lại nghiêm khắc quá như thế, khó chịu với con như thế, rồi mình cũng phải bật khóc rồi và cảm thấy bị bất mãn ấy. Nhưng mà đến tận bây giờ khi mà mình đã trải qua khá là nhiều những cái biến cố, những cái vất vả của nhiều mặt đó, thì Hương Ly nghĩ là những cái điều mà bố dạy không hề thừa một chút nào. Thực sự đây là một chương trình rất là ý nghĩa để con có thể gửi tới bố lời xin lỗi. Có những lúc hai bố con không hiểu nhau, nhưng mà con luôn tin là bố luôn yêu con và con cũng vậy, luôn yêu bố. Con cảm ơn bố rất nhiều đã cho con cuộc sống này. Khi mà con có con rồi, con mới hiểu là tình cảm của bố mẹ dành cho con như thế nào. Con nào thì cũng thương cha mẹ và cha mẹ nào cũng thương con thôi. Nhưng cái cách và thể hiện nó rất là khác nhau. Càng qua thời gian mình có con rồi, mình nuôi con rồi thì mình mới phát hiện rằng là khi mà ở gần ấy thì người ta thường dễ lãng quên những cái điều cơ bản nhất. Hôm nay thì mọi người nhìn thì cũng biết ngay là Giang hóa trang là con gái. Thì tối hôm qua thì là hai mẹ con đang có một cái cuộc gọi là xung đột. Con gái bắt đầu đến cái tuổi dậy thì nên là hai mẹ con rất là thường xuyên có những cái bất đồng quan điểm, và mình bắt đầu mình cảm thấy rằng là nó lớn rồi và nó bắt đầu nó rời xa mình, và có nhiều điều là hai mẹ con không có hiểu nhau. Thì tối hôm qua chat rất là dài và con gái còn nói rằng là con cảm thấy mẹ bây giờ quá thay đổi, mẹ không còn thương con như trước nữa. Mẹ quá bận, mẹ không còn dành nhiều thời gian đưa con đi ăn, đưa đón con đi học, các thứ nữa. Thì Giang cũng có giải thích tất cả mọi thứ. Giang nghĩ rằng là chưa bao giờ muộn để mình có thể điều chỉnh bản thân mình, để có thể tạo cho mình cái sự kết nối tốt nhất có thể. Ngày hôm nay thì Giang cũng muốn nói với lại con gái rằng là tất cả những cái gì mà mẹ làm là đều mong muốn để cho có một cái nền tảng vững chắc, gọi là một cái chỗ dựa cho gia đình, và tình yêu của mẹ dành cho con nó chưa bao giờ vơi đi cả. Con của Vi năm nay thì mới 7 tuổi thôi, chưa tới tuổi teen. Nhưng mà đã mấy lúc, có một vài lúc khi mà nó nói không với mình, nó không có chịu nghe mình á, là thấy tim mình nó xót lại rồi. Cho nên Vi rất là hiểu cái cảm giác của chị Luân Giang. Khoảnh khắc mà mấy chị xin lỗi bố và xin lỗi con, thật sự ở cái phút đó thì Quỳnh cảm thấy rất là cảm động. Không biết nữa, cái cảm giác giây phút đó cảm thấy nó rất là thiêng liêng, nó rất là gần gũi, cũng giống như là mặc dù không cần ngồi kế nhưng mà mình có thể kết nối được với các chị vậy đó. Bà ơi, tới bà đấy. Bà chào các cháu nhá. Chưa hết tay. Em ra là hôm nay thì em muốn hóa thân thành bà của em, bởi vì là kiểu gì là bà cũng sẽ xem. Cho nên là em muốn nói với mọi người, muốn kể với mọi người là bà là người cũng đã gắn bó với em từ những ngày em còn bé cho đến tận bây giờ. Bây giờ là về em vẫn ngủ với bà, và từ ngày nhỏ đến giờ em vẫn ngủ với bà. Và bà thường là chăm cho em và bao che cho em nhiều cái, và cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì em cũng muốn hóa trang thành bà để cho bà thấy ở nhà bà vui. Bà thấy là cháu của bà cũng giống bà đấy nhỉ. Bởi vì là bà em là hơn em 60 tuổi, là em là mậu thìn, bà em cũng là mậu thìn luôn. Đấy, và một cái nữa đó là không chỉ là em hóa thân thành bà nội, mà là một chút bà ngoại ở đây. Là bà ngoại em, là cái đầu này là của bà ngoại em này. Đấy, thì thực ra là nếu mà một bà thì không ấy lắm, cho nên là em muốn mang cả thêm bà ngoại nữa. Cho nên là bà ngoại có xem thì bà con cũng muốn gửi lời yêu thương đến cả bà nội lẫn bà ngoại. Con yêu hai bà rất nhiều ạ. Dạ. Em cảm ơn cả nhà. Bà cảm ơn các cháu nha. Dạ. Bà ơi, bà nhớ bật tivi nha để xem con hóa trang thành bà như thế nào nhá. Xin chào tất cả các chị đẹp. Do từ nhỏ là em không có sống với gia đình, em đi ra sống độc lập rất là sớm, nên là bạn bè, ekip và đồng nghiệp họ thương và ở cạnh em, và dần là họ trở thành gia đình của em, và họ ảnh hưởng tới cuộc sống em rất là nhiều. Nên giống như là anh Isaac, anh Kelvin đã ở cạnh em mười mấy năm, nên em quyết định chọn một trong những
đàn anh đàn chị, người bạn ở bên cạnh em để em hóa trang ngày hôm nay để Nhiên gửi một lời cảm ơn tới chị, đó là chị Tóc Tiên. Không biết chắc không giống lắm đâu mà em cố gắng hết sức ạ. Đúng. Dạ. Dạ. Và em chọn chị Tóc Tiên bởi vì em nghĩ đây là hình tượng người phụ nữ rất là hợp cho cái chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Để Sống của chị em chúng mình. Nên là chị em xin phép cho anh chị Tiên ạ. Nói thiệt ra là hôm nay là em được giao một cái trách nhiệm là chỉ là chủ trì cho một cái buổi lễ hóa trang ngày hôm nay thôi. Nhưng mà bởi vì em thấy là mỗi một cái sinh hoạt nhà chung của mình á trải qua rất là nhiều cảm xúc thì em nghĩ là chắc là mọi người ở đây sẽ bắt đầu gắn bó được nhau nhiều hơn. Bởi vì mỗi từng người một thì cũng sẽ thấu hiểu được về tính cách nè, con người rồi cũng như là hoàn cảnh của từng cái chị đẹp ở trong nhà chung này, đúng không ạ? Nhưng mà nói gì thì nói chứ có chơi rồi là phải có thưởng. Dạ đó, thì bây giờ Bao nhiêu tiền ạ? Dạ thật sự là ngày hôm nay giải thưởng rất lớn. Là mình có giải duy nhất là mấy chị, nên mình phải chọn thật là kỹ lưỡng và thể lệ như thế này để em đọc cho rõ. Đó là mỗi một team sẽ chọn ra một người duy nhất để có thể đấu với lại 5 team còn lại. Nên thành ra là trong 6 team của mình phải bàn bạc với nhau thật kỹ coi ai sẽ là người ra ứng chiến. Và sau đó là đại diện của từng đội một sẽ đứng ở đây và chúng ta sẽ dùng tay để vote. Đó, nên bây giờ là thời gian để chúng ta sẽ bàn luận với nhau coi ai sẽ là người ứng cử. Nhóm của em xin cử đoàn trang. Em ra. Ra đi, nhanh. Ông giống Dục Tiên mà. Xin mời chị, đầu tiên là chị Đoan Trang. Ai sẽ bầu cử cho chị Đoan Trang ạ? Không ai giơ tay luôn. Chị Mỹ Linh ơi, ra lấy phiếu bầu. Dạ rồi nha, 1, 2, 3, chị Đoan Trang sẽ được bao nhiêu phiếu ạ? 2 phiếu. 3 phiếu. 4 phiếu rồi. 5 phiếu ạ. Xin cảm ơn, chị Đoan Trang được 5 phiếu rồi. Tiếp theo, Emily. Chị, tại vì chị cũng thích chị Tóc Tiên. 1 phiếu, 2 phiếu, 3 phiếu, 4. Đây, 5 phiếu. 5 phiếu bằng luôn. Dạ rồi. Xin mời chị Quỳnh Nga. Mẹ em, mẹ Thủy. Dạ, ai sẽ bình chọn cho chị Quỳnh Nga ạ? Không ai bình chọn cho team em. Buồn quá đi. Dạ, xin mời chị. Các cháu ơi, bình chọn cho bà nào. Rồi ôi. Các cháu ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Vẫn là 5 bình chọn luôn ạ. Có biết rồi, đâu. Xin mời chị Phương Vi. Dạ, chị Phương Vi có 2 phiếu. Dạ rồi, và xin mời Hà Kino. 2 phiếu. Dạ, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và em xin được công bố là đang có 3 người bằng nhau. Xin mời top 3 hoa hậu của chúng ta ngày hôm nay. Thế có phải trả lời ứng thử không mà các cháu? Dạ rồi, xin mời bà Linh Ly. Ai vote cho bà ạ? Mọi người vote cho bà đi. 1, 2, 3, 4, 12 phiếu. Xin mời chị Đoan Trang. 2 phiếu cho chị Đoan Trang. Xin mời em Ly ạ. 4 phiếu và xin đây người thắng giải là Linh Ly ạ. Tao chia giải nha bà. Cô cảm ơn các cháu nha. Thật sự là chưa bao giờ nói yêu bà. Đối với những người thân yêu ấy, cái nói vào con yêu bà hay con yêu bố mẹ thì nó rất là khó để mà nói ra. Thì con nhân tiện sóng truyền hình, con cũng muốn nói rằng là con yêu bà nhiều lắm ạ. Con cảm ơn bà rất nhiều. Dạ, xin mời bà. Ôi dồi, bà lại đứng dậy à? Bà vừa được ngồi một phút với nhau. Thì chúng tôi đã có một món quà để tặng cho bà, đó chính là chiếc Oppo. Ủa? Ba Flip. Ủa, bà tặng luôn hả? Tặng bà luôn hả? Bà là người đã thắng giải trong lễ hội hóa trang ngày hôm nay. Quà này cho bà nha. Bà không ngờ bà được cái chiếc điện thoại để cháu ơi. Bây giờ bà chấm chấm muốn mút ra làm sao bây giờ? Nếu mà bà không biết xài thì cứ đưa cho. À, không, cháu bà biết xài cháu ạ. Cảm ơn bà rất là nhiều. Thật ra là nói vậy thôi chứ ngày hôm nay là sau khi mà em vô tranh cãi và coi như là hả đấu đá cùng với ban tổ chức thì em đã giành được một cái quyền ưu tiên dành cho các chị đẹp của mình đây luôn, là ai cũng sẽ được cái điện thoại này. Leo leo mà. Rồi
đây là team của Hà Kino. Dạ, em trao cho team em giùm chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Không có tên. Đây tôi xin. Tại vì là theo màu. Ủa, cảm ơn em nhiều. Rồi. Dạ, ngày hôm nay thì Oppo có gửi tặng đến cho từng chị đẹp một chiếc điện thoại. Thì món quà này của Oppo muốn gửi tới cho các chị là cũng có một thông điệp đó nha. Oppo Find 3 Flip này, các chị luôn luôn xinh đẹp và bừng sáng khí chất. Vì vậy mà chúng ta hãy luôn luôn tỏa sáng trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống. Huyền nghĩ là cái tiệc hóa trang này không chỉ là vui đâu, còn rất nhiều ý nghĩa đằng sau đó. Mỗi chị đẹp có một cái cơ hội để bày tỏ những cái lời nói mà đôi khi ở cái hoàn cảnh đời thường á, mình khó mở lời. Giống như là mình buông hết tất cả những cái rào cản xung quanh để có thể gửi cái lời xin lỗi hoặc là lời gửi gắm tới người mà mình rất là thương. Thì cái điều này Diệu Lâm Anh cảm thấy rất là ý nghĩa. Giống như là theo cái dòng chảy tâm sự đó đó, thì khi mà quay trở về nhà chung thì chị em của Vi có một cái buổi tâm sự sâu hơn nữa. Fami. Oh la la, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Để xóa tan bầu không khí căng thẳng này thì có quà cho mọi người. Quà tới mọi người ơi. Đó. Cái này là hen nè, em xin. Cái này của Quỳnh nè. Đồ ngủ. Lịch này. Em xin. Em cảm ơn. Cái này Vi. Tại vì trời ơi, tâm lý quá à. Có hai bộ nha, hai kiểu khác nhau. Tại vì chị bọn mình mặc cùng với nhau rồi ở nhà chung cái thứ cho nó. Đó, em vào đây em mới biết là các chị nhà em thật là giàu có. Giàu có đâu mà giàu có. Chị ơi, chị cầm đỡ cái voucher. Em tại vì một voucher dựng bài. Chị ơi, em muốn có người yêu. Đấy, cái này mặc người yêu nha. Ôi, nếu không có cơ hội tối nay mặc cho các chị xem. Thôi em để dành đi, em để dành mặc cho người yêu đi. Ê, tối nay mình mặc bộ đồ này xong mình tâm sự với nhau đúng không? Mình đắp mặt nạ vậy đó. Vời ấy à. Đau ơi, đúng cười kìa. Thôi mình chưa kịp sao rồi. Sao đấy là... Chị giống như phẫu thuật về quá. Nãy giờ em ngồi em canh coi nó khép miệng không mà không thấy. Ngày xưa ấy, lúc mà chị như kiểu là hen với lại Quỳnh ấy, thì chị đi suốt, đi nhiều lắm. Và rất là thích cái việc mà kiểu như là mình được tự do, mình đi kiểu mình đi diễn, mình dày đặc lịch. Bây giờ nghĩ lại chị vẫn nhớ cái cảm giác đấy. Nhưng mà bây giờ nó lại sang một cái trạng thái khác là mình đi, mình không còn trọn vẹn. Kiểu như là mình bứt rứt trong người. Bứt rứt, đúng rồi. Đấy, mình cứ bị... nôn nao, nôn sao, chỉ muốn về nhà thôi. Thì muốn về nhà đấy. Thì chị nghĩ là đấy là tất cả cảm giác của những người đã có con cái, có gia đình như kiểu là chị với lịch. Em thì bữa em vào công cũ á, là có chị Đoan Trang, chị khóc vì nhớ con. Con thấy các chị khi mà tâm sự về con, nhất là thời điểm mà con đang đi học á, mà không đưa con đi học được, cái khóc bức rứt thương bức rứt đấy. Cái cảm giác là ồ sao mình sướng vậy. Các chị phải có rất là nhiều nỗi lo mà vẫn đến đây quyết tâm rồi tập trung, tập nhạc, tập nhảy, tập hát, rồi dựng bài, nhiều thứ. Cái mình suy nghĩ rằng là mình phải tranh thủ cái thời gian này, phải làm nhiều hơn để tới lúc mà mình như được như các chị, mình sẽ chậm lại một tí đó. Bây giờ thì chị thì lại trong vai là một người mẹ và con đang tuổi dậy thì, và chị cũng bị stress luôn, căng thẳng luôn, cả mẹ cả con căng thẳng luôn. Chưa kể là bố mẹ thì lại làm cái công việc này ấy, có rất là nhiều cái nhạy cảm, và đến trường ấy nó cũng chịu áp lực bạn bè
nó có nhiều thứ nó làm cho con bé nó cũng tổn thương. Bé nhà chị nó rất là thông minh ấy, nó thông minh và nó cá tính quá, và những đứa cá tính thì lại phải một kiểu khác, mình lại phải không ép được, phải rất là lựa, và khi mình nói chuyện ấy mà mình nói mà không đúng là nó sẽ không phục đâu. Tim Vi thì mỗi người có một hoàn cảnh rất khác nhau. Bé Ngọc Thu Quỳnh thì vẫn là còn độc thân ở với ba mẹ, hay là cái hoàn cảnh của chị Lương Giang là người đã có gia đình, có con. Bản thân Vi cảm giác giống như mình đã từng và vẫn đang trải qua hết tất cả những cái hành trình mà các chị em đang đi qua vậy. Cho nên Vi thật sự rất là đồng cảm với tất cả các chị em buổi tối ngày hôm đó. Em không biết tại sao từ nhỏ em đã rất thích làm ca sĩ, thích được đứng trên sân khấu. Ba mẹ em là rất là ngại va chạm, rất là ngại điều tiếng. Cho nên khi mà em quyết định em tham gia vào showbiz đó, là ba mẹ em rất là vừa hoài nghi mà vừa... Thật sự lúc đầu ba mẹ em không ủng hộ. Cách đây vài năm trước, có một khoảng thời gian mà mẹ em lại một lần nữa là muốn em từ bỏ. Muốn em mà chỉ đi qua nước ngoài để mà làm một cái công việc bình thường, sống một người bình thường thôi. Và lúc đó, thời điểm đó là thời điểm mà em cảm thấy là em với bố mẹ em là gay gắt nhất. Thì lúc đó em còn nhớ là em đang đóng một cái bộ phim truyền hình. Thì em bị đóng những em được đóng những cái cảnh mà bị người ta đánh đồ này nọ kia, em rất là cực luôn. Nhưng mà thể mà mỗi lần em nghĩ giả lao thì em lấy cuộc gọi của mẹ em thì em lại không dám nghe, em không chia sẻ được với lại gia đình em những cái gì mà em đang mong muốn. Và em cũng biết là trong cuộc sống đã có những cái vấp váp của em làm cho gia đình em vì thương em quá nên là không muốn em chọn những cái điều đó, nhưng mà em tin là mình cứ cố gắng thì mình sẽ làm được. Thì em mệt quá, em thấy số điện thoại của mẹ em không dám nghe, bởi vì em biết thế nào em nghe. Thì lúc đó mẹ em cũng bảo em là thôi bỏ đi. Xong rồi hôm đó em thấy mẹ em gọi hoài mà em không nghe thì kỳ quá. Thì thế là em nói chuyện với mẹ em, thì mẹ em cũng nói đúng như những gì em nghĩ luôn. Em nói là thôi mẹ để cho con đóng phim xong đi rồi con nói chuyện, chứ bây giờ con đang áp lực. Thì mẹ em mới nói là đóng phim thôi mà áp lực cái gì, mà trong khi lúc đó mình mới quay cảnh thì đánh xong. Lúc đó mình lại cần chia sẻ hơn, biết cảnh nó luôn. Hiểu. Em kể này đây là tại vì em không có ý là về trách hay là gì đâu nha. Đúng rồi. Mình hiểu cái cảm xúc mình lúc đó thôi. Xong từ cái lúc đó mình sẽ ngại tâm sự. Dạ. Yeah. Xong rồi sau đó thì em vẫn lì lợm, nhưng mà mẹ em cũng đã xem được bộ phim đó, nói chung là cũng phần nào hiểu em hơn. Và em thật sự là em đang rất là vui, tại vì là khoảng thời gian vừa qua là em cảm thấy là em đã kết nối được với lại bố mẹ em nhiều hơn. Giống như mấy lần trước mà em nói là em làm MV nha, thì cả bố mẹ em đều kiểu lắc đầu, kiểu không hiểu. Cho nên là nó cũng phần nào làm ảnh hưởng tâm lý của em. Nhưng mà vui là tại vì mấy tháng trước em nói là mẹ ơi, năm nay con tham gia một show lớn, xong rồi con cũng mong muốn là năm nay con sẽ ra MV, con sẽ comeback. Thì cái điều em đáng mừng ở đây là mẹ em thì ok, làm đi. Còn ba em thì kiểu để coi. Thôi vậy là mừng rồi. Dạ. Dù sao thì em cũng thấy là ít nhiều gì mình cũng có được cái sự kết nối cũng như là có niềm tin của ba mẹ. Bây giờ em cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Ba mẹ em cũng chỉ muốn là em sao mà em nhẹ nhàng nhất, em sống thoải mái nhất thôi. Nhưng mà thật ra đối với em mà sống tốt nhất, hạnh phúc nhất là mình được làm những cái điều mà mình muốn, mà nó trong cái khuôn khổ đạo đức tốt, đúng không mọi người? Thực ra cái cách nhìn của người lớn mình phải đặt vào địa vị của người lớn là sẽ khác nha. Là những người làm mẹ nè. Để em có được cái câu nói ví dụ mẹ em mà làm đi hay là ok để xem, là cái sự đấu tranh tư tưởng trong thời gian rất dài của bố mẹ em đấy. Vì thấy được rõ ràng cái sự đối lập của hai câu chuyện. Câu chuyện của bé Cẩm Thú Quỳnh thì ở một vị trí là một cái người của công chúng và có những cái đối lập, những cái trăn trở đối với ba mẹ của mình. Và đối với câu chuyện của chị Lưu Hương Giang thì ngược lại là một người công chúng, nhưng mà có những cái khoảnh khắc mà mình gọi là đối kháng với con của mình, cho nên là Vi hiểu rất là nhiều. Có một đoạn thời gian á, em bị những cái tin đồn thất thiệt, em nhớ hoài luôn. Lúc đó 3 giờ khuya mẹ em gọi điện thoại từ bên Úc về. Mẹ em gọi điện thoại về, mẹ nói trời, sao con bị những cái tin đồn vậy? Con vậy thì ai dám yêu con, ai dám cưới con? Con mới nói, em tức quá em mới nói, mẹ, con không làm con sợ. Nếu mà cái người nào mà yêu thương con đó, thì họ phải có khoảng thời gian để tìm hiểu về con người con, họ phải biết con như thế nào, chứ tại sao mình lại phải sợ vậy?
từ cái chuyện đó, chứ xong em cũng bị cái tâm trạng của em là em mỗi lần mà em có cái chuyện gì không vui á, mà nhất là về công việc á, em không dám chia sẻ ba mẹ em, tại vì em thấy thương ba mẹ em. Em biết ba mẹ em là những cái người mà nhạy cảm á, những cái người mà nhà em sợ ba mẹ em buồn lắm. Cái thế là mỗi lần như vậy á là em một mình để mà em giải quyết xong hết. Em với chị như là giống chỗ đó đó. Giống như là em cũng không có dám tâm sự với mẹ em. Ví dụ như là giống như em nói cái thời điểm sinh viên, có một lần em gọi điện. Trời, chỗ này chưa trả tiền, con tháng tuần này con hết tiền. Mẹ em nói một câu rất là dễ thương, thôi con về đi con, đừng có học nữa. Đúng rồi. Tức là mẹ nói như vậy thôi. Cái mà mình nghe là mình cảm thấy là không có ai push năng lượng cho mình để mình mà theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng mà mẹ ở nhà thì đang rất là lo lắng, tại có mình ở thành phố thôi. Xong từ cái lúc đó là mình cứ hạn chế chia sẻ những vấn đề cá nhân của mình dành cho mẹ. Mẹ em thì không biết chữ nên là cái bắt đầu bây giờ biết xem cái TikTok á, người ta nói cái gì á, giống như mùa dịch Covid á, mẹ em biết em đi chống dịch. Xong rồi có cái đội chống dịch mà đi cứu hỗ trợ người mất á. Mẹ nói, trời ơi, cái giọng của Hen mà, trời ơi, Hen nó sắp chết rồi. Xong trời ơi, gọi em từ sáng tới chiều luôn, mà em đi chống dịch, em không có cầm điện thoại. Xong lo lắng, sợ hãi. Không à. Dạ. Ê, mà lại em không đọc được cái cáp người ta ghi, mà cái giọng trên cái video đó là giống giọng em. Tại em nói tiếng Việt đó, mẹ sẽ nghe cái giọng khác, nhưng mà lơ lơ trên truyền hình mẹ cũng nhớ một ít đó. Mẹ em á là lo cho em giống như mẹ chị á, giống như là hay lo xong rồi mình nghĩ xa rộng ra đấy. Mình cảm thấy rất là biết ơn bố mẹ mình, bởi vì là cho đến ngày hôm nay á thì Quỳnh nghĩ là Quỳnh với bố mẹ đã hiểu nhau hơn rất là nhiều. Bây giờ Quỳnh làm gì thì cũng được bố mẹ Quỳnh ủng hộ hết, quá là hạnh phúc luôn. Hồi xưa mẹ em chuyên 4 giờ sáng xách thùng trang điểm cho cô dâu. Thì có một bữa nọ là cỡ 5 giờ sáng xách thùng trang điểm đi dưới mưa, đi trang điểm cô dâu, tự chạy xe tự đi trang điểm vậy đó. Cái em ba nhận được cuộc gọi điện thoại là chị này chỉ đang xỉu ngoài đường, bị xe tải nó đi ngang qua rạch cái đường đây nè chị. Xong rồi cái người ta chở về đó, một tay thì một ôm thùng trang điểm đây, tay thì máu lặt lì lặt lọi đây nè. Cái nói mẹ vô đây mẹ nằm, mẹ vô đây mẹ nằm liền. Nói không, cô dâu đang chờ mẹ. Không, cô dâu đang chờ mẹ, mẹ làm được đó. Thế là cổ băng tay, cổ đi make up cô dâu tiếp. Mẹ nhớ ngoài cái câu đó, mẹ làm được. Đã mạnh mẽ lại còn yêu mẹ làm được, cho nên là em nhớ hoài câu đó. Cho nên là mỗi lúc mà em làm cái gì á mà em thấy sợ là lúc nào cái câu đó của mẹ, mẹ làm được, con cũng làm được. Cho nên lúc nào gặp chuyện gì sợ em cũng em rất nể chị luôn, thiệt sự em rất nể chị luôn á. Cuối cùng mình nghiệm lại một điều là mỗi khi mà mình nói chuyện và hoặc là mình dạy con cái hay bố mẹ dạy con cái, mình bảo là phải thế này, phải thế kia đi, nó sẽ không hiệu quả. Nhưng mà chính những cái hành động, cái cách sống nó mới ảnh hưởng trực tiếp đến cái lối sống và suy nghĩ của mình. Đấy là văn hóa của mỗi nhà. Và kể cả khi mà mình bé, bố mẹ cũng hay làm cái nọ cái kia hoặc nói những câu mình tưởng là nó không nhập vào, nhưng sau này lớn lên nó vẫn ở trong tiềm thức của mình. Đúng đó. Đấy, khi ba mẹ là những người kiểu như là ở một giai đoạn họ cố gắng để nuôi mình lớn và trưởng thành, rồi tới một giai đoạn mình đã lớn lên rồi, họ lại là muốn là bên cạnh và chăm sóc mình liên tục. Qua một cái công đầu tiên thì Vi mới hiểu được cái ý nghĩa của chương trình. Đó là, quý vị biết không, để làm một cái nhóm nhạc không chỉ là những cái khoảnh khắc luyện tập cùng nhau, không chỉ là cái khoảnh khắc mình hát cùng nhau trên sân khấu đâu. Mình phải hiểu nhau, mình phải lắng nghe câu chuyện của nhau, mình phải biết cái chuyện đời của nhau, để mình thật sự có một cái mối kết nối thâm tình, để mà khi lên sân khấu á, cái năng lượng mình trao cho nhau nó là cái sự thật. Chỉ có như vậy á, thì cái sự kết nối trên sân khấu của chị em nó mới mạnh và mới rõ ràng. Cho nên Vi nghĩ những cái câu chuyện này, những cái sự chia sẻ này, mỗi ngày chị em chúng tôi chia sẻ với nhau, nhưng đó là những khoảnh khắc để chúng tôi kết nối với nhau thật sự, để khi mà lên sân khấu có thể bùng nổ hết sức. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, cảm ơn các chị. Trời ơi, thật là chia sẻ quá chị, chia sẻ. Cảm ơn các anh chị. Hồi nãy nhìn thì mắc cười nhưng mà căng bóng luôn á. Bóng luôn kìa. Dạ. Chắc hôm nay ngủ ngon lắm đây. Mai khỏi make up luôn. Thôi đi ngủ đi. Nào. Chúng ta đây nào, nằm mãi bên nhau bạn nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
đâu. Ờ, có lẽ đây là bữa sinh nhật mà nhiều chị đẹp ở bên cạnh em nhất trong cuộc đời này luôn. Nhiều ông lớn nhất. Chọn bước 1, chọn số tại semi.vn, bước 2, kích hoạt sim, bước 3, bình chọn chị đẹp, cùng semi voting đưa chị đẹp chiến thắng. Xài sim semi, lướt siêu data, voting đưa chị đẹp chiến thắng. Chị đẹp chuyện chưa lên sóng, nhà chung và thử thách luyện tập 20 giờ thứ hai hàng tuần trên YouTube Giao Quanh Show từ ngày 20 tháng 11 2023. Onlala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Hướng dẫn các bước bình chọn chị đẹp đạp gió rẽ sóng trên Semi. Bước 1, đăng ký sim Semi. Bước 2, kích hoạt sim Semi tại cửa hàng Mobifone gần nhất. Bước 3, mở app Onlala và đăng nhập liên kết với Semi. Bấm vào nút bình chọn chị đẹp để tới trang bình chọn, chọn hạng mục bình chọn. Bình chọn và xác nhận. Xem show và bình chọn cho chị đẹp bạn yêu thích nhất trên ứng dụng Semi từ hôm nay nhé. Xin được chào mừng tất cả các bạn đang đến với Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào đêm công diễn thứ hai. Hai từ chị đẹp đã được chia thành 6 nhóm. Hai nhóm nhạc có số phiếu bầu chọn cao nhất sẽ là nhóm nhạc An Toàn. Tất cả các thành viên trong nhóm nhạc An Toàn này sẽ được thăng cấp và tiến vào đêm công diễn thứ 3. Bốn nhóm còn lại sẽ là nhóm nguy hiểm. Tất cả mọi người đều có một cái tinh thần, một cái ý thức tập luyện rất là cao và cái ý thức chiến đấu cho cái tiết mục công diễn hai lần này rất là lớn. Team Quyên đã sẵn sàng, đã quyết tâm để chinh phục khán giả bằng một tiết mục mãn nhãn nhất. Mình đã cố gắng rất là nhiều ở những ngày tập rồi thì đây là lúc mình thật sự tự tin để gửi đến khán giả một phần trình diễn tốt nhất. Tay đây nào! Nào đưa tay đây nhờ, mãi bên nhau bạn nha! Mãi bên nhau bạn nha! Cưng ơi cưng, bình chọn cho mấy chị nha, nhớ nha. Rồi xong rồi tụi cưng bình chọn cho tụi chị nha, nhớ nha. Vote cho em, vote cho em là vote cho em. Vote cho em, vote cho em là vote cho em. Nhớ bình chọn cho nhóm và Hà nha mọi người. Nhớ bình chọn cho nhóm dòng thời gian nha mọi người ơi. Nữ hoàng băng giá nhưng có trái tim ấm áp gửi chào yêu thương đến tất cả mọi người. Em là Linh Thảo Đào, em song sinh của chị Nguyệt Thảo Mai. Em đã kịp nói gì đâu, em còn đang sợ không biết nói gì đây này. Em ghét anh lắm. Bây giờ chúng ta còn đội của Ninh Dương Lan Ngọc và Hà Kino là hai đội bị ẩn điểm số. Và cho phép tôi được công bố ngay bây giờ. Lúc nào Nhi cũng tự tin 100% hết. Nhóm mình chắc chắn sẽ là nhóm An Toàn. Hy vọng là team của mình có thể vào nhóm An Toàn. Mình sẽ bảo toàn được team của mình. Hở Hen, Diệu Nhi hay Ninh Như là Ngọc được vote cao. Nếu như việc này kéo dài thì Ngọc không biết được rằng là những cái sự cố gắng của tất cả mọi người còn lại liệu khán giả có biết được không? Cùng bình chọn chị đẹp được yêu thích nhất, hạng mục trưởng nhóm thành đoàn.
cho đến 17 giờ ngày 20 tháng 12 trên ứng dụng Olala.